Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta cùng đón nghe một câu chuyện của tác giả Huỳnh Thiên Hương. Và câu chuyện này viết về một chủ đề cũng rất là khá là quen thuộc. Đó là chủ đề luyện quỷ. Có lẽ nghe nhiều chuyện ma rồi thì cái chủ đề này nó không còn xa lạ gì với chúng ta nữa. Nhưng câu chuyện của Huỳnh Thiên Hương có những điều rất đặc biệt, thu hút một cách kỳ lạ. Mời quý vị cùng đón nghe ngay sau đây. Vùng rừng núi với nhiều năm sinh sôi nảy nở hiện tại đã muốn che khuất bầu trời. Người đi bên trong chỉ cảm nhận được bầu không khí trong lành tự nhiên do rừng cây mang lại. Phía trên đầu, những tán cây san sát khiến ánh nắng cháy rực kia, dù đã cố chen mình, vẫn chỉ đưa xuống được vài tia nắng nhỏ. Nếu không để ý sẽ không nhìn thấy được. Bốn người bạn gồm Hồng, Nhung, Nghĩa, Phong nối đuôi nhau cùng đi trên con đường rừng dẫn vào sâu bên trong. Có lẽ vì để khách du lịch khi đến đây sẽ cảm nhận được sự hoang sơ vốn có của nó. Và trên đường từ bên ngoài vào, Hồng không hề nhìn thấy bất kỳ dấu vết của con người nào. Mà nói không có cũng không đúng. Con đường mòn dưới chân bọn họ chính là dấu vết của con người để lại đây. Cô từng nghe một câu triết lý rất hay ho, nhưng vốn não cá vàng nên cũng chẳng nhớ chính xác nó là cái gì. Chỉ nhớ đại khái ý nghĩa của nó chính là trên đời này làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường thôi. Đi dọc theo con đường rừng đã hơn 30 phút, cả bọn đều là dân thành phố chính hiệu, đã bắt đầu thấm mệt, đến bắp chân cũng cảm thấy đau nhức. Tiếng tách tách cứ vang lên suốt đường đi, khiến Hồng không nhịn được quay sang, bất lực nhìn bạn mình nói: "Cậu cứ chụp mãi như thế, đợi đến nơi chắc điện thoại hết pin luôn rồi. Ở đó không phải muốn là được sử dụng điện đâu đây." Nhung buông điện thoại xuống, cười nói: "Không cần lo đâu, lúc đi mình đã gom hết sạc dự phòng trong nhà theo. Theo tính toán có thể sử dụng 3 ngày 4 đêm trong tình trạng không có điện còn được nữa." Ba người còn lại nghe Nhung nói vậy cũng lắc đầu bất lực theo. Tính tình cô trước giờ luôn như vậy, ngoại trừ việc im lặng lúc đi ngủ và lúc thấy cô kêu trả bài ra thì miệng lúc nào cũng tía lia. Hồng cúi đầu nhìn bản đồ trên tay, dựa theo chỉ dẫn trên đó thì bọn họ chỉ còn cách ngã Ba Tử Thần một đoạn ngắn. Cô nhìn thoáng qua con đường trước mặt, khẽ thở dài một hơi. Ba người bạn đứng bên cạnh cũng nghe được tiếng thở dài nặng nề này, nhìn qua thấy được ánh mắt của cô, liền hiểu được chuyện gì. Chuyến đi lần này của bọn họ vui chơi khám phá là chính, nhưng trong lòng mỗi người ít nhiều đều có sự lo lắng thường trực bên trong. Trên tấm bản đồ Hồng đang cầm trên tay, một địa điểm được đánh dấu đỏ và bị bôi đen như muốn xóa bỏ sự tồn tại của nó ra khỏi bản đồ. Nhưng vì một lý do nào đó, họ vẫn phải vẽ nó lên và gây chú ý bằng những ký hiệu quái gở kia. Nơi đám bạn của Hồng đang đi đến gọi là làng Thiên Đường hoặc khu nghỉ dưỡng An An. Ngôi làng này không biết đã có từ bao giờ, cũng không biết là do ai thành lập. Chỉ biết rằng nơi đó hiện tại đã trở thành một địa điểm rất thu hút du khách. Sức hút lớn nhất của nơi này có lẽ nằm ở địa hình của nó. Ngôi làng nằm ở sâu bên trong rừng, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, nên nó không có sự ồn ào náo nhiệt mà chúng ta thường thấy. Nơi đây mỗi sáng thức dậy đều được tiếng chim rừng đánh thức, rửa mặt bằng dòng suối mát tự nhiên và tận hưởng bầu không khí trong lành thoáng mát cả ngày. Là một nơi rất thích hợp để đến nghỉ ngơi sau những ngày tháng làm việc mệt mỏi và căng thẳng. Những năm trước thì chỗ này vẫn chưa được quan tâm và địa phương cũng không mấy để ý đến nó. Nhưng sau khi thấy có nhiều lượt khách tìm đến đây thì ở trên đã cho cải tạo nơi này thành một khu nghỉ dưỡng đơn giản. Họ không phá bỏ ngôi làng, vẻ hoang sơ giản dị của ngôi làng vẫn được giữ nguyên. Thay vào đó, họ chỉ xây dựng thêm một vài khu vực nhỏ dùng làm nơi nghỉ chân cho du khách. Đồng thời cũng giúp người dân có thể thuận tiện mua bán những đồ thủ công tự làm để kiếm thêm thu nhập. Ngoài vị trí địa lý là sức thu hút lớn nhất, thì làng Thiên Đường này còn nổi tiếng bởi chính cái tên thiên đường của nó. Thiên đường là nơi tràn ngập hạnh phúc, là nơi của những người sống tốt khi qua đời sẽ đến ở và chờ đợi sự phán xét. Vậy trái ngược với nó là gì? là địa ngục. Bốn người bạn đi thêm một đoạn liền thấy trước mặt đã bị bao phủ bởi một lớp sương dày đặc, khiến cả đám không hẹn mà dừng lại nhìn nhau. Bọn họ đã đi đến ngã ba tử thần. Sở dĩ gọi là như thế, vì khi đứng ở ngã ba này, bạn nhất định phải đưa ra lựa chọn chính xác, nếu không thì sẽ không có cơ hội được chọn lại lần nữa. Ngã ba có ba đường, là một đường bọn họ đi tới, một ngã rẽ thì đến khu nghỉ dưỡng An An, ngã rẽ còn lại đi đến làng địa ngục. Làng địa ngục trước đó vốn không phải tên địa ngục, nó có một cái tên rất thơ mộng là Thạch Bích, nhưng không biết từ lúc nào nó lại được người ta nhớ đến bằng cái tên u tối và bí ẩn kia hơn. Nghĩa nhìn đồng hồ trên cổ tay, rồi lại nhìn đám sương dày đặc phía trước, khó hiểu nói: đã gần 12 giờ rồi mà vẫn còn sương sao? Kỳ lạ thật đấy. Nghe cậu nói, những người còn lại cũng theo phản xạ tự nhiên nhìn xuống đồng hồ trên tay. Hiện tại là 11 giờ 45 phút. Việc vẫn còn xuất hiện sương mù thật sự có chút không đúng. Nơi bọn họ đang đứng mặc dù là rừng sâu, nhưng cũng không phải hoàn toàn khuất nắng. Không lẽ khí hậu ở vùng rừng núi này là như thế sao? Nhung đưa máy lên bấm chụp tạch tạch, đột nhiên cảm thấy sống lưng lạnh toát. Cô vừa quay đầu liền bị một lực đẩy mạnh khiến cô ngã sấp xuống. Điện thoại văng xa khỏi tầm tay, nhưng cô chẳng còn thời gian quan tâm. Bàn tay đưa lên ôm ngực, một cảm giác bất an như có thứ gì đó đang tồn tại bên trong cơ thể, muốn dùng vũ lực để chiếm lấy thân xác của cô. Sự việc xảy ra quá đột ngột, khiến cả ba người còn lại không kịp phản ứng. Đến khi hoàn hồn lại mới đi nhanh đến đỡ cô dậy. Phong là người có tình cảm với Nhung, thấy người con gái mình yêu đột nhiên ngã xuống khiến cậu giật bắn người, nhanh chân đi đến hỏi: cậu không sao chứ? Có chuyện gì vậy? Nhung im lặng một hồi lâu, sau mới có thể lên tiếng trở lại. Cô nói: có gì đó mới đập vào người mình. Đập vào người cậu sao? Phong lo lắng hỏi, mắt cùng lúc đảo quanh tìm kiếm, nhưng lớp sương mù đã che đi cảnh xung quanh nên cậu ta cũng chẳng nhìn thấy gì. Tầm nhìn hạn chế này đang ở giữa rừng sâu, khiến bất kỳ điều gì xuất hiện cũng khiến cả bọn sợ hơn bình thường. Thậm chí trong đầu cả đám còn nghĩ đến việc quay trở lại điểm dừng chân và chọn nơi khác làm điểm đến. Nhưng điều kỳ lạ hơn đã xuất hiện. Sau khi Nhung ngã xuống, đám sương mù trước mặt bắt đầu tỏa ra. Ngã ba tử thần cũng hiện rõ trước mắt bọn họ. Con đường trước mặt đã thông, sự chú ý bắt đầu đổ dồn vào Nhung. Nếu cô cảm thấy không ổn, bọn họ có lẽ phải thật sự trở lại. Nhận thấy ánh mắt của mọi người đều đang nhìn mình, Nhung hít sâu một hơi. Hai bàn tay đưa lên trước mặt, khẽ nắm lại rồi buông ra. Cô ngẩng đầu cười nhẹ, nói bản thân không sao, rồi chồm người cầm lấy điện thoại bị quăng xa khi nãy nên. Đứng dậy phủi phủi lớp bụi dính trên quần áo rồi nói: có lẽ chỉ là một con thỏ hay một con vật gì đó thôi. Sương mù dày đặc nên ai cũng không nhìn thấy gì mà. Đi thôi, đến đó sớm để còn kiếm đồ ăn nữa. Thấy Nhung nói không sao, cả bọn mới yên tâm được. Bốn người đều nhẹ nhõm tiếp tục bắt đầu hành trình. Chính giữa ngã ba, một tấm bảng gỗ chỉ đường đi đến khu nghỉ dưỡng An An vô cùng chói mắt được đặt ở đó. Màu sơn vàng kia chính là điểm nhấn khiến những người khi đi đến đây không cách nào bỏ qua được sự tồn tại của nó. Theo hướng dẫn của tấm bảng, bốn người không chút do dự rẽ sang con đường bên trái. Đi được vài bước, Nhung khẽ quay đầu nhìn, ánh mắt vương vấn chút gì đó khó hiểu, rồi lại làm như không có gì mà tiếp tục tiến về phía trước. Ngay khoảnh khắc cô vừa quay đầu, tấm bảng gỗ tưởng chừng như bị đóng cứng ở đó đột nhiên chuyển động. Nó từ từ xoay tròn và dừng lại khi đã chĩa mũi tên về hướng đối diện. Là một cơn gió vô tình lướt ngang, hoặc là một cái bẫy đang chờ đợi con mồi tự mình dâng đến cửa. Vì chuyện Nhung vừa gặp phải nên Phong luôn chú ý đến cô. Cậu không nói gì, chỉ lặng lặng đi phía sau, để khi có chuyện gì cũng kịp ra tay che chắn. Nghĩa thì đi bên cạnh Hồng, cậu ta cũng có tình cảm với cô, nhưng lại nhát cái không dám mở lời. Mỗi lần vô tình nhìn trúng ánh mắt của cô khiến cậu ta sợ đến líu cả lưỡi. Thấy bầu không khí có vẻ im ắng, mà đoạn đường phía trước theo những gì ghi trên hướng dẫn thì còn hơn 3 cây số nữa mới đến nơi. Cậu nhớ đến câu chuyện về hai ngôi làng mà bản thân đã đọc được trong một nhóm riêng tư trên mạng, liền hồ hởi nói: Có một câu chuyện rất hay về làng Thạch Bích và khu nghỉ dưỡng An An. Mấy cậu có muốn nghe không? Lời nói của Nghĩa thành công khiến bầu không khí bắt đầu trở nên sôi động. Cả bọn nhìn cậu với ánh mắt tò mò. Trong mắt mỗi người đều in đậm hai chữ kể đi, khiến cậu ta khẽ cười trong lòng. Bước chân vẫn tiếp tục đi về phía trước. Cậu ta hắng giọng, trong đầu sắp xếp lại một chút nội dung của câu chuyện kia, rồi bắt đầu kể. Theo câu chuyện mà cậu ta đọc được trên mạng, thì cách đây 5 năm, hai ngôi làng có số phận khác biệt này có mối quan hệ rất thân thiết với nhau. Người ở hai bên mỗi khi vào rừng mà vô tình gặp nhau, còn có thể vui vẻ nói chuyện đến quên giờ về. Phía bên thiên đường có một thác nước rất nên thơ, nên người dân hai bên thường đến đây lấy nước tinh khiết về uống, hoặc chỉ đơn giản cùng nhau nhìn ngắm rồi nói đôi ba chuyện hàng ngày mà thôi. Ngược lại, bên Thạch Bích có hồ nước trong xanh mát mẻ, khung cảnh cũng thơ mộng không kém. Ở giữa rừng núi nguyên sinh mà lại xuất hiện một hồ nước như vậy là một điều vô cùng đặc biệt. Chính vì thế mà từ khi nơi này được biết đến thì có rất nhiều người đến đây chỉ để muốn một lần tận mắt nhìn thấy hồ nước kia. Cứ nghĩ mọi chuyện vẫn cứ yên bình như vậy, thế nhưng người đứng đầu làng Thiên Đường, ông Hoàng, cảm thấy vô cùng tức giận khi hầu hết du khách đến đây đều chọn làng Thạch Bích làm chỗ dừng chân. Thác nước dù đẹp đến đâu, thơ mộng đến đâu, thì vào mùa khô nó cũng chỉ là một vách đá cằn cỗi với những loài sinh vật dai dẳng bám trụ trên những mỏm đá khô nóng. Còn hồ nước kia thì dù mưa hay là mùa khô, dù mùa đông hay mùa hạ, mực nước trong hồ vẫn không bị ảnh hưởng, cảnh đẹp quanh năm đều có thể ngắm nhìn. Tức giận kèm theo sự đố kỵ tích tụ trong lòng, ông Hoàng đã âm mưu thực hiện một kế hoạch vô cùng tinh vi nhằm hạ bệ uy tín của Thạch Bích. Ông ta kêu những người dân trong làng của mình tung tin ra bên ngoài rằng ở Thạch Bích có rất nhiều ma quỷ trú ngụ, nó lợi dụng dương khí của con người để tu luyện sức mạnh. Những tin đồn vô căn cứ như thế này đương nhiên không có mấy người tin tưởng. Thấy vậy, ông ta đã cho người giả ma hù dọa du khách, thậm chí còn dùng những hình rơm được mặc quần áo kỹ càng treo trên cây để người đến đây tưởng rằng có người chết. Tin đồn ác ý ngày càng lan rộng khiến trưởng làng Thạch Bích, ông Mỹ, vô cùng lo lắng. Nhưng ông ta lại không biết nguyên nhân của những rắc rối này đều do người bạn thân của mình gây ra. Lượt khách đến đây càng ngày càng giảm và những vấn đề tâm linh bị đem ra hỏi tội. Chính ông Mỹ cũng có mấy lần nhìn thấy những hồn ma lơ lửng trong rừng khiến ông cho rằng làng mình thực sự bị ám. Từ một ngày không mấy đẹp trời, một người tự xưng là pháp sư đi đến ngôi làng của ông. Sau khi đi một vòng quanh làng để nói ngôi làng của ông đang bị một thế lực ma quỷ dòm ngó. Điều quan trọng nhất bây giờ chính là phải ngăn không cho đám ma quỷ đó vào trong làng hại người. Vị pháp sư này nói kiến trúc xây dựng của ngôi làng đã phạm vào một vài cấm kỵ nghiêm trọng. Nếu không nhanh chóng sửa lại thì nơi này sẽ nhanh chóng biến thành động quỷ, khi tất cả bọn chúng đều sẽ vì sự phản phong thủy của nơi này thu hút. Ông Mỹ sau khi nghe vậy liền tin và răm rắp làm theo tất tần tật những gì vị pháp sư đã chỉ bảo. Những trụ cột đã được đóng xuống từ thời ông bà bị ông kêu người nhổ lên. Những cây cối được xem là vật trấn giữ ngôi làng cũng bị chặt xuống. Chẳng mấy chốc thì diện mạo của ngôi làng đã hoàn toàn thay đổi. Nhưng sau khi ngôi làng được cải tạo xong, vị pháp sư kia đã biến mất không chút dấu vết. Và đương nhiên ông ta cũng chẳng phải là pháp sư gì cả, mà đó chính là người ông Hoàng mua chuộc mang tới. Một tuần sau khi ngôi làng được cải tạo xong, trong làng bắt đầu xuất hiện những cái chết vô cùng quái dị. Họ không có bệnh, không già yếu, thậm chí đang ngồi cười nói vui vẻ cũng có thể ngã ra đất tắt thở. Ban đầu ông Mỹ cho rằng làng đã xuất hiện bệnh lạ nên đã báo cho cơ quan địa phương đến điều tra. Nhưng người nào đến đây đều chỉ còn lại một bộ thi thể mang về. Từ từ chẳng còn ai dám bén mảng tới nữa. Ngôi làng này cũng vì vậy mà bị gán cho cái danh địa ngục trần gian. Vì một khi đã đặt chân đến địa ngục, nghĩa là cơ hội để chúng ta quay lại là rất nhỏ. Có người đã thoát ra được, nhưng một ngày sau khi trở về và kể ra trải nghiệm kinh hoàng của mình tại đó, anh ta cũng đã trút hơi thở cuối cùng. Sau khi anh ta chết, các bác sĩ đã xin người nhà được khám nghiệm thi thể để tìm nguyên nhân. Nhưng dù đã làm nhiều cách thì bọn họ cũng không tìm ra được gì. Những vị cao tăng hay pháp sư nghe tin tìm đến, vừa đứng trước cổng làng đã lắc đầu bỏ đi. Một người trong số đó trước khi đi đã nói, đây là vùng đất nên bị lãng quên. Nghĩa kể xong, liền lấy chai nước ra uống một ngụm lớn, cổ họng cũng bắt đầu đau rát. Phong nghe xong tò mò hỏi, những người bên ngoài đến thì chết, vậy dân làng bên trong thì thế nào? Không ai biết, vì có ai dám vào đây tìm hiểu đâu, Nghĩa nói. Phong quay đầu nhìn ra phía sau, nhớ đến ngã ba khi nãy thì lo lắng nói, vậy thì nguy hiểm quá. Nếu như ai đó bị lẫn lộn trái phải thì không phải sẽ tự đi vào chỗ chết hay sao? Cho nên tấm bảng đóng ở đó mới có màu sơn chói mắt như vậy đó. Mà theo mình thấy, mấy người trẻ bây giờ càng mạo hiểm thì bọn họ càng thích. Nơi đây giống như là ranh giới giữa sự sống và cái chết vậy. Bởi vậy mới nói, tại sao một khu nghỉ dưỡng tràn ngập hiểm nguy như vậy mà vẫn có hàng trăm lượt khách tìm đến mỗi tháng chứ? Cả bọn không phản bác điều Nghĩa vừa nói, bọn họ cũng là người trẻ. Thật ra khi quyết định đến đây thì trong lòng mỗi người đều ấp ủ chút hy vọng sẽ được nhìn thấy những điều siêu nhiên mà người ta hay nói về nơi này. Đoạn đường 3 cây số rất nhanh chóng qua đi, cả bọn đều ngơ ngác không nghĩ rằng lại nhanh đến thế. Nhưng sau đó lại cho rằng có lẽ bọn họ vừa đi vừa nói chuyện nên mới nhanh như thế. Trước mặt cả đám là một dãy hơn 100 bậc thang đang chờ đợi. Hai bên là những trụ đá bám đầy rêu xanh khiến cả đám bất giác rùng mình. Hồng đặt chân lên bậc đá rồi mới khẽ nhíu mày nghĩ, khí hậu trong rừng đúng thật là rất ẩm ướt, nhưng mùa này đang là mùa khô. Chỉ bằng sương sớm buổi sáng cũng làm cho tông tiêu mọc nhiều được như vậy sao? Giống như rất lâu rồi không có ai đặt chân lên bậc thang này vậy. Đi được nửa đoạn thì cả hai nhìn thấy một cánh cổng bằng gỗ. Phía trên có một tấm bảng hình như là để khắc tên ngôi làng, nhưng đã bị rong rêu bám kín nên không đọc được chữ bên trên. Không khí u ám xung quanh bất giác khiến bước chân của mỗi người đều do dự, trong lòng cũng xuất hiện sự bất an không rõ. Hồng đảo mắt nhìn quanh thì không thấy bất kỳ người nào làm công tác chào đón khách. Những khu nghỉ dưỡng bình thường không phải nên có người đứng đến đón từ bên ngoài để hướng dẫn sao? Đi hết hơn 200 bậc thang khiến cả bọn đều phải ngửa đầu thở hơi ra. Còn chưa kịp than mệt thì bên tai chuyển đến tiếng lộc cộc. Dưới chân ngay lập tức xuất hiện rất nhiều đá cuội nhỏ. Cả đám ngẩng đầu nhìn lên thì thấy phía xa có một bóng người đang hướng về phía bọn họ đi tới. Trên tay người đó còn cầm một túi đựng đầy đá. Người đó đang ném đá về phía bọn họ. Nhung đang đứng trước mặt khẽ kêu lên một tiếng đau đớn. Phong thấy vậy liền tức giận kéo cô ra phía sau mình, định tay đôi nói chuyện với người kia. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng đã nghe tiếng quát lớn chuyển đến. Ai cho các người đến đây? Nhanh cút hết đi! Cút hết đi! Cút nhanh! Sau lời nói đó là một cơn mưa đá hướng tới bọn họ. Ban đầu cả đám vẫn còn sợ hãi mà né tránh, nhưng dần dần lại phát hiện cơn mưa đá không hề trúng bọn họ. Có lúc vô tình một viên đã rơi trúng chân, nhưng đa phần đều cách bọn họ một khoảng. Lúc này cả đám đều có cùng một suy nghĩ rằng người này đang cố tình đuổi bọn họ đi. Nhưng vì sao? Bọn họ đến đây để nghỉ dưỡng mà, đây không phải khu nghỉ dưỡng sao? Phía trước là một cơn mưa đã không ác ý, phía sau là đoạn đường cả đám phải đi hơn 1 tiếng rưỡi mới đến. Hiện tại hai chân như muốn tê liệt nên cả bọn chẳng ai muốn quay lại cả. Hồng bước lên trước, định hỏi rõ mọi chuyện, có phải bọn họ đã làm gì sai hay không, hoặc là người trước mặt chỉ là một tên có vấn đề về tâm thần mà thôi. Nghĩa thấy Hồng đi lên trước cũng lo lắng bước lên, nhưng cả hai chưa kịp nói gì thì một âm thanh đinh tai nhức óc đã chuyển đến. Tiếng chuông lớn lan rộng ra khắp khu rừng. Hồng đã từng nghe tiếng chuông này một lần trong đám tang của bà mình. Một đám người đã đến đó nhảy múa với những chiếc chuông vàng trên tay. Lúc đó cô chỉ mới 5 tuổi và rất sợ hãi khi nghe thấy âm thanh đó. Mặc dù chỉ nghe một lần nhưng cô đã luôn ám ảnh về nó, nên vừa nghe thấy cô liền theo phản xạ bị chặt tay lại. Điều kỳ lạ xuất hiện sau khi âm thanh đau tai kia dừng lại. Những trụ cột không biết từ đâu xuất hiện khắp nơi, nối liền giữa chúng là những lá bùa vàng chóe có mực đỏ phía trên. Cả một khoảng rừng trước mắt nhanh chóng bị những dây bùa vây quanh, tạo thành một khung cảnh vừa đẹp lại vừa đáng sợ. Một lực kéo mạnh khiến Hồng lảo đảo. Nhìn kỹ lại thì thấy người nắm tay cô là một thanh niên trạc tuổi, gương mặt lo lắng nhìn quanh, rồi nhỏ giọng nói với bọn họ: "Đi theo tôi, nhanh lên." Cả đám ngơ ngác không hiểu gì, nhưng khi nghe thấy phía trên có nhiều tiếng chân đang hướng về phía bọn họ đi tới, liền không suy nghĩ thêm nữa, chạy theo thanh niên. Phong trong lúc chạy theo đã đưa tay nắm chặt lấy tay Nhung. Cậu chỉ nghĩ đơn giản là không muốn để cô bị rớt lại, nhưng vừa chạm vào liền bị sự lạnh lẽo của nó làm cho giật mình. Trong lòng vô cùng lo lắng nghĩ thì cô ấy đã sợ đến lạnh người, nhưng từ nãy vẫn làm ra vẻ bình tĩnh, chắc là không muốn mọi người lo lắng. Thật là một cô gái tốt bụng. Thanh niên đưa bốn người đi đến một bụi cây tùm gần đó trốn tạm. Cả đám vừa rời đi không lâu, liền có mấy người chạy đi đến. Phía sau bọn họ là một người mặc đồ thầy Pháp theo phong cách Trung Hoa vô cùng quái dị. Lão ta nhìn trời nhìn đất rồi lại bấm ngón tay. Hồi lâu sau liền cười nói: "Hôm nay thu hoạch được không ít, thắp đèn lên đi." Đám người đi theo lão nghe vậy liền cầm đuốc lửa trên tay, đi đến những trụ đá được đặt ở hai bên mà châm lửa. Những ngọn lửa dần dần được thắp lên. Trong tầm mắt của bốn người đang trốn bên kia, lần nữa xuất hiện những làn sương mù chậm chậm kéo đến. Chẳng mấy chốc, toàn bộ cánh rừng đều bị bao phủ bởi lớp sương mù dày đặc. Con đường phía trước cũng hoàn toàn bị che lấp. Hồng bất giác cảm thấy cay mắt, trực giác cho cô biết có gì đó rất kinh khủng sắp diễn ra. Và cô đang nghi ngờ rằng nơi bọn họ đang đến có thật sự là khu nghỉ dưỡng An An hay làng thiên đường gì đó hay không. Bàn tay bị nắm lấy, hơi ấm nhỏ nhoi chậm chậm chuyển đến, khiến cô cảm thấy yên tâm phần nào. Quay đầu liền bắt gặp ánh mắt đầy dịu dàng của Nghĩa. Cậu ta lần đầu tiên mắt đối mắt với cô, có lẽ đã cảm nhận được sự lo sợ của cô nên mới không cho bản thân nhút nhát ngay lúc này. Cậu dùng khẩu hình miệng trấn an cô: "Không sao đâu, có mình nè." Sau khi đám người kia rời đi, thanh niên đưa cả đám bọn họ men theo đường rừng đi đến một căn nhà. Trên đường đi, cậu ta cứ nhìn láo liếc như sợ sẽ bị người khác nhìn thấy. Đến khi vào được bên trong nhà thì mới thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thanh niên vào nhà, khóa chặt cửa kéo rèm lại, rồi mới bước tới bàn gần đó rót một ly nước, một hơi liền tu sạch. Đám bạn của Hồng đứng đó một góc, nhìn tất cả những hành động của cậu ta mà không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng quan sát. Thanh niên uống một ngụm nước thông họng rồi mới lên tiếng nói: "Cổng làng đã đóng lại nên hôm nay mấy người không thể rời đi được rồi. Ngủ tạm một đêm ở đây, sáng mai sẽ tìm cách đưa mấy người rời khỏi." Hồng nhìn cậu nhỏ giọng hỏi: "Chỗ này không phải là làng thiên đường đúng không?" Ba người còn lại nghe vậy cũng bất giác run theo. Bọn họ đi nhầm đường rồi sao? "Đúng vậy, nơi này không phải làng thiên đường mà mấy người muốn đến. Chỗ này trong miệng người ngoài chính là địa ngục trần gian mà ai cũng muốn tránh." Hồng đã có sự chuẩn bị từ trước khi nhìn thấy những bậc thang dính đầy rong rêu, nên khi nghe người trước mặt xác nhận thì cô cũng không mấy ngạc nhiên. Chỉ có ba người còn lại thì há hốc mồm như không tin vào những gì mà mình đang nghe được. Trong đầu bọn họ hiện tại chỉ có duy nhất một suy nghĩ, chính là bọn họ sẽ chết hết. Sau khi bình tĩnh lại, cả thầy năm người tìm một chỗ rộng rãi trong căn nhà ngồi xuống. Thanh niên giới thiệu bản thân tên là Chí, năm nay 25 tuổi, còn lại thì không nói gì thêm. Thấy cậu ta không có ý làm thân nên đám bạn của Hồng cũng chỉ đơn giản giới thiệu tên tuổi rồi thôi. Hồng đảo mắt nhìn quanh, đột nhiên bị một góc trong căn nhà thu hút sự chú ý. Nơi này dù sao cũng nằm trong rừng rậm, mặc dù việc kéo điện đi được đến đây cũng không có khó khăn gì, nhưng nó vẫn khiến cô cảm thấy kinh ngạc. Trên chiếc bàn đặt trong góc kia có một chiếc máy tính vô cùng hiện đại. Loại màn hình cong và mỏng này cô đã từng nhìn thấy một lần trong lúc đi siêu thị cùng mẹ. Giá của nó phải lên tới 8 con số. Ngoài ra còn có bàn phím rời, chuột không dây, đèn bàn và những vật dụng dùng trong học tập vô cùng hiện đại. So với những gì mà cô đã nhìn thấy từ lúc bước lên những bậc thang rong rêu kia, thì đây và đó chẳng khác nào là hai thế giới. Chí bằng tuổi bọn họ nên nếu có đi học chắc phải tốt nghiệp rồi. Bọn họ vì còn vướng đề án nên mới ra trường trễ. Hồng nhìn quanh xong lại đặt sự chú ý lên người của Chí. Cách ăn mặc, tóc tai đều không giống người thường xuyên ở sâu trong rừng. Rốt cuộc cậu ta là ai chứ? Cả đám đang nói chuyện thì bị tiếng có cửa bên ngoài làm cho hoảng hồn. Theo phản xạ liền im bặt, tay bịt chặt miệng, mắt chăm chăm nhìn ra bên ngoài. Chí đứng dậy để tay lên môi suýt một tiếng rồi đi ra ngoài mở cửa. Bốn người được che giấu sau một bức tường nhìn theo Chí rời đi, liền tự giác im lặng, giọng tai lắng nghe. Chí mở cửa nhìn thấy người bên ngoài là Hải, liền thả lỏng cơ thể. Nhìn hai cảm men cơm trên tay anh, hỏi: "Hôm nay là anh phụ trách đem cơm sao?" Hải gật đầu, mặt không chút biểu cảm nói: "Thầy nói hôm nay có nhiều khách đến nên kêu mọi người sang nhà chính phụ việc hết rồi. Cậu chủ tối nay tốt nhất đừng nên ra ngoài, nếu không để thầy nhìn thấy sẽ rầy đấy ạ." Chí cầm lấy hai cả men đáp lại: "Em biết rồi, tối nay em cũng định ngủ sớm nên sáng mai anh hãy đến lấy chén dơ. Buổi tối không có gì cũng đừng đến tìm, em một khi đã ngủ sẽ rất khó gọi dậy." "Được, vậy sáng mai tôi lại tới." Nói chuyện xong thì Hải xoay người rời đi. Chí cũng nhanh chóng đi vào bên trong. Nhưng cậu rời đi quá nhanh mà không để ý thấy Hải đã dừng lại khi mới đi được mấy bước. Anh ta khom người cầm lên một chiếc kẹp tóc mới tinh nằm lẻ loi trên đất, xoay đầu đưa ánh mắt nhìn sâu vào bên trong nhà hồi lâu. Anh đứng bất động như đang suy nghĩ gì đó, rồi cầm lấy kẹp tóc bỏ vào túi áo như không có chuyện gì mà tiếp tục rời đi. Chí vào nhà liền đối mặt với bốn cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào đồ ăn trên tay mình. Khẽ thở dài một hơi, rồi bất đắc dĩ phải chia đồ ăn ra. Bốn người bạn cũng không muốn như vậy, nhưng hiện tại đã gần 1 giờ. Buổi sáng cả đám chỉ uống mỗi ngũ cốc dinh dưỡng, vì nghe nói ở An An có rất nhiều đồ ăn đặc sản. Bọn họ còn dự định sẽ để bụng trống để đến đó ăn cho ngập mặt, nhưng ai ngờ hiện tại lại lâm vào bước đường này cơ chứ. Chí đi vào căn bếp nhỏ của mình, lấy ra 4 gói mì trên kệ để hai người con gái nấu thành một nồi mì, cùng với đồ ăn được đem đến làm thành một bàn tiệc nhỏ cho cả 5 người cùng thưởng thức. Có đồ ăn nóng hổi vào bụng khiến ai cũng thỏa mãn, không khí cũng bớt căng thẳng hơn. Mặc dù đang ở giữa nơi vô cùng đáng sợ, nhưng ít nhất đến hiện tại bọn họ vẫn cảm thấy rất tốt. Theo lời Chí nói thì sáng mai cậu ta sẽ đưa bọn họ rời đi, chỉ cần im lặng rời khỏi đây và xem như chưa có chuyện gì xảy ra là được rồi. Cả đám ăn no bụng liền bắt đầu rảnh rỗi không có gì làm, đi lòng vòng trong nhà cũng chỉ thấy toàn sách với sách. Nghĩa cầm một cuốn sách đi đến bên cạnh Chí rồi hỏi: "Cậu học đại học chuyên ngành thú y phải không? Trong nhà thấy toàn sách giống vậy thôi." Tôi học thú y, năm ngoái đã tốt nghiệp rồi." Hồng nghe vậy liền hỏi: "Sau khi tốt nghiệp, sao cậu không ở ngoài tìm việc làm mà lại về đây ở? Không lẽ cậu ở đây để chăm sóc thú rừng của làng này sao?" Chí nghe vậy liền cười lớn rồi nói: "Thú rừng sao? Hơn 1 năm trở về đây, tôi còn chưa thấy được bất kỳ con thú nào ngoại trừ muỗi." Phong yên lặng ngồi bên cạnh Nhung không nói gì. Từ khi vào đây cô vẫn luôn im lặng không nói gì, rất khác so với tính cách bình thường. Cậu ta chỉ đơn giản nghĩ rằng cô đang sợ hãi nên mới như vậy. Dù hiện tại bọn họ rất thoải mái, chỉ cần ngủ một giấc sáng mai thức dậy liền có thể rời khỏi đây. Nhưng những suy nghĩ lạc quan đấy cũng không thay đổi được hiện thực bọn họ đang ngồi ở đâu. Và người thanh niên tên Chí trước mặt này vẫn luôn cố ý không nói rõ ràng mọi chuyện cho bọn họ biết. Phong bắt đầu mất kiên nhẫn thì bàn tay đột nhiên bị ai nắm lấy. Quay đầu nhìn sang thì thấy sắc mặt của Nhung đã đỡ hơn khi nãy rất nhiều. Vẻ hoạt bát thường ngày vẫn chưa quay lại, nhưng đôi mắt cô đã có lại cái nhìn linh động thường thấy. Cô lên tiếng hỏi: "Khi nãy người bên ngoài kêu cậu là cậu chủ phải không? Cậu là con trai của người đứng đầu ngôi làng này. Cậu quay trở về là muốn làm gì sao? Có thể nói cho chúng tôi nghe sự thật bên trong không?" Đứng trước câu hỏi nhưng lại giống như câu trần thuật của Nhung, Chí có chút ngạc nhiên không biết phải nói gì. Phía sau đích thực có chuyện cậu đang muốn che giấu. Nghĩ đến việc ngày mai bọn họ phải rời đi, và nếu như câu chuyện này bị bốn người họ mang ra bên ngoài, thì đó không phải là điều tốt. Biểu cảm trên mặt có chút khó tả của Chí khiến cả đám cũng đột nhiên trở nên căng thẳng theo. Dù sao bọn họ cũng xem như là đang nương nhờ vào cậu. Nếu như để đám người kỳ lạ lúc nãy tìm thấy, không chừng bọn họ sẽ bị đám người đó đánh cho tỉnh ra rằng nơi bọn họ đang đến là đâu. Cha tôi đúng thật rất có quyền trong làng, nhưng ông ấy không phải người đứng đầu. Gọi tôi là cậu chủ cũng chỉ vì bọn họ kính trọng cha tôi mà thôi. Mà mọi người nói chuyện đi, tôi vào trong sắp xếp chỗ ngủ tối nay. Chỉ rời đi khiến bầu không khí bên ngoài thả lỏng trở lại. Bốn người không hẹn cùng ngồi sát vào nhau. Nghĩa là người đầu tiên lên tiếng. Mấy cậu có thấy có chuyện gì rất kỳ lạ đang diễn ra đây hay không? Phong cười khẩy một tiếng, trêu chọc nói. Chỉ có mình cậu không nhận ra thôi. Nghĩa đưa tay đánh vào lưng cậu ta một cái thật mạnh, liếc xéo một cái rồi nói. Khi nãy người bên ngoài nói tối nay có gì đó, rồi cậu ta đừng có ra ngoài đấy. Nếu không tối nay chúng ta ra ngoài nhìn thử xem có chuyện gì đi. Hồng nghe thế liền lên tiếng cản lại. Không được đâu, cậu ta là cậu chủ ở đây mà người kia còn kêu là đừng ra ngoài. Huống chi chúng ta còn là người lạ. Lỡ đầu những tin đồn kia là thật, chúng ta ra ngoài chẳng khác nào đi tìm cái chết. Nghĩa chưa kịp cao hứng thì đã bị đánh về nguyên hình. Con người luôn tò mò về thế giới mà bản thân chưa biết. Phải ra ngoài tìm hiểu mới biết được chuyện gì đang xảy ra. Hơn nữa trước khi đến đây, cậu ta còn đọc 7749 câu chuyện mà người trên mạng nói về nơi này. Cả đám không may vô tình lọt vào đây, nhưng lại may mắn gặp được cậu chủ của chỗ này. Nếu như cậu có thể nhân cơ hội này tìm ra bí mật thật sự phía sau, thì mấy câu chuyện trên mạng chỉ là rác mà thôi. Ngoại trừ Nghĩa, ba người còn lại mỗi người một suy nghĩ, nhưng chung quy ai cũng muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Vì dù sao thì những lời đồn kia vẫn không nên xem thường. Không có lửa làm sao có khói. Nếu nơi này không có chuyện gì thì những lời đồn kia làm sao có khả năng xuất hiện. Một ngày khám phá vốn dĩ rất vui vẻ, nhưng cuối cùng lại phải chôn chân trong một căn nhà lẻ loi giữa rừng, khiến cả đám vô cùng hụt hẫng. Mới hơn 7 giờ đã nằm xuống chỗ ngủ tạm, ai cũng tự ru bản thân, thầm mong nhanh chóng đi vào giấc ngủ để buổi sáng nhanh nhanh đến. Bên cạnh, Nghĩa trốn trong chăn một mình lên kế hoạch làm việc lớn của mình. Chỉ từ trong phòng tắm đi ra, ngồi xổm trước mặt bốn người họ, nghiêm mặt nhắc nhở. Buổi tối nếu nghe thấy hoặc nhìn thấy bất kỳ điều gì cũng không được lên tiếng, không được quan tâm hay tò mò nhìn theo. Tôi có thể cứu mấy cậu khỏi người thôi, còn lại thì tôi cũng bó tay. Trước khi rời đi, còn ngoái đầu nói thêm một câu. Tôi nói vậy không phải để mấy cậu tò mò mà đi tìm hiểu đâu. Trời sẽ sáng nhanh thôi, nên hãy nhắm mắt mà ngủ đi. Chỉ vào phòng đóng cửa, đám còn lại nằm song song nhau dưới sàn nhà. Vì dự định sẽ cắm trại ngoài trời nên mỗi người đều tự mang theo túi ngủ. Nếu không hiện tại, chắc chỉ có thể dùng áo làm mền. Chỉ có lẽ biết hoặc là không biết, nhưng lời cậu vừa nói chính là mồi nhử lớn nhất khiêu khích sự tò mò trong lòng bốn người bạn. Chỉ có điều, không phải mỗi người trong bọn họ đều muốn liều mạng mà thôi. 10 giờ đêm, Chí từ trong phòng đi ra vì khát nước. Đi ngang cho bốn người bạn ngủ, liền tặc lưỡi một cái, dần đến run người, nhưng không thể nào nói gì được. Nơi vốn dĩ có bốn người, giờ chỉ còn lại hai người. Nhung và Nghĩa đã biến đi đâu mất. Chỉ đánh thức hai người còn lại dậy. Phong nhìn thấy chỗ bên cạnh mình trống rỗng thì vô cùng tức giận. Cái tên Nghĩa đáng ghét đó, vậy mà dám dẫn Nhung đi theo. Buổi chiều khi thấy ánh mắt như phát sáng của Nghĩa thì cậu phải đoán ra rồi mới đúng. Bình thường cậu ta cũng đã rất thích mấy cái trò này. Hơn nữa khi chuẩn bị cho chuyến đi này, Nghĩa cũng đã không ít lần đề nghị hãy đến đây xem thử để xác nhận những tin đồn kia. Nhưng Nghĩa biết cậu thích Nhung, sao lại có thể đi riêng với cô ấy như vậy chứ? Hồng lo lắng nhìn Chí hỏi. Buổi tối không thể ra ngoài thật sao? Đây là nhà cậu mà. Có thể nhờ cậu dẫn chúng tôi đi tìm hai người họ không? Kể cả tôi đi nữa cũng không thể tự do đi khắp nơi được. Bạn của cô đúng là rất giỏi trong việc gây rối. Kêu đừng làm thì lại làm. Đáng lẽ tôi nên nói cậu ta muốn đi đâu thì đi, để cậu ta đừng đi có phải không? Chí nhăn mày, vò đầu bứt tóc nhìn ra khung cảnh tối đen bên ngoài cửa sổ. Những câu chuyện mà Hồng đã nghe về nơi này thật ra không ít hơn Nghĩa, Phong hay bất kỳ ai ở đây. Cô biết sự lo lắng của Chí đến từ đâu. Cậu ta đang sợ hãi ở chính nơi mình sinh ra. Chí ngồi trên ghế im lặng rất lâu, mới đứng dậy đi vào phòng. Hồng và Phong cứ tưởng cậu không đồng ý giúp đỡ nên rất lo lắng. Cả hai đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Có lẽ cả đời này hai người cũng chưa bao giờ cảm thấy sợ bóng tối đến như vậy. Phong đứng dậy chộp lấy áo khoác vắt trên ghế mặc vào, ánh mắt kiên định nói: "Tôi ra ngoài tìm hai người họ." Hồng nghe vậy cũng đứng bật dậy, nói: "Tôi cũng đi." "Không được, cậu phải ở lại đây. Nếu như tôi không thể trở về được, cậu cứ theo Chí rời đi, đừng lo lắng hay quay lại đây tìm chúng tôi." Phong lên tiếng ngăn cản, đồng thời dặn dò. Hồng nghe vậy thì khóe mắt bắt đầu nóng lên. Ai ngờ rằng chuyến đi chơi vui vẻ của bốn người bọn họ cuối cùng lại đổi thành kết cục như thế này chứ. Trong lúc Hồng và Phong đang giằng co, Chí từ trong phòng đi ra. Cậu ta đã thay ra cái bộ đồ ngủ như mấy ông lão, đổi lại trên người mặc bộ trang phục có thiết kế vô cùng quái dị. Điểm quái dị ở đây không nằm ở cách phối đồ hay màu sắc của trang phục. Cái thứ quái dị nhất chính là hoa văn được in trên áo. Nhìn tổng thể toàn bộ trông rất giống một cái đầu của quỷ. Đối diện với ánh mắt dò xét của hai người bên ngoài, Chí nói: "Nếu như bị người khác nhìn thấy, thứ này sẽ giúp ích rất nhiều." Nghe Chí nói vậy, hai người họ liền biết cậu ta đã đồng ý giúp đỡ. Không chút do dự, liền thu lại ánh mắt của mình, vô cùng cảm kích nói một tiếng cảm ơn. Trái ngược với sự lo lắng của ba người còn lại trong nhà, Nghĩa và Nhung lại đang tận hưởng chuyến khám phá vô cùng thú vị của mình ở bên trong ngôi làng đầy bí ẩn này. Ban đầu, Nghĩa chỉ muốn tranh thủ lúc còn ở lại đây ra ngoài chụp vài tấm hình. Đặc biệt là khi nghe lời dặn của Chí, cậu càng thêm tò mò về thứ sẽ xuất hiện trong màn đêm kia. Thế nhưng, trận trước vừa bước ra khỏi nhà, phía sau đã bị Nhung giữ lại. Cậu cứ tưởng cô muốn ngăn cản, nhưng ai ngờ cô lại bảo muốn cùng đi theo. Tính của cô trước giờ cứ luôn như vậy. Hầu như hoạt động nào được người khác đề xướng, cô đều muốn tham gia, lại còn rất tích cực nữa chứ. Biết tính cô nhất định không chịu quay lại và im lặng, Nghĩa không còn cách nào là phải đồng ý để cô cùng đi theo. Hai người men theo con đường nhỏ phía sau ngôi nhà, hướng về phía ánh sáng duy nhất trong ngôi làng mà đi tới. Sự tối đen của màn đêm bình thường vốn đã rất đáng sợ, nhưng ở hiện tại thì sự đáng sợ của nó đã lên tới bội phần. Mỗi một bước đi, Nghĩa đều cảm thấy như có một đôi mắt nào đó cứ dõi theo cậu không bỏ sót bất kỳ khoảng cách nào. Không khí ban đêm lạnh ngắt như đã xuống đến âm độ. Tiếng lá xào xạc bên tai, và dường như cậu còn nghe được văng vẳng từ đằng xa chuyển đến âm thanh rù rì như có ai đang đọc chú. Âm thanh ngày một đến gần. Nghĩa hoảng hồn nắm tay Nhung núp vào một góc. Sự im lặng bao trùm khiến âm thanh tim đập trong lồng ngực được truyền đến tai cậu không chệch nhịp nào. Miễn cưỡng khống chế sự run rẩy, không biết là do sợ hay do không khí buổi đêm. Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, mọi giác quan đều ngừng lại và chỉ có đôi mắt là đang tập trung hoạt động. "Đến rồi," Nhung nhỏ giọng nói, nhưng trong câu nói đó lại không có chút cảm xúc nào. Không sợ hãi, không lo lắng, cũng không hào hứng hay tỏ ra phấn khích như bình thường. Chỉ là một lời nhắc nhở thuận miệng nói ra mà thôi. Nghĩa định quay lại nhìn thử sắc mặt của cô, nhưng cậu còn chưa kịp làm thế thì cả người đã đông cứng lại vì sự xuất hiện của đám người kia. Đây là lần thứ hai từ khi vào làng cậu được gặp người dân ở đây. Một hàng hơn 10 người nối đuôi nhau chậm chậm đi xuyên qua rừng, cắt ngang con đường hai người họ đang chuẩn bị đi tới. Ngoại trừ người đầu tiên mặc trên người một chiếc áo choàng dài màu trắng với phần viền màu đen ra, thì những người phía sau đều phủ trên đầu một chiếc khăn đen che khuất mặt. Trên tay, mỗi người cầm theo một ngọn đuốc cháy rực, tay còn lại cầm theo một bình gốm chỉ lớn bằng hai bàn tay người lớn. Nhờ vào ánh sáng của những ngọn đuốc kia, Nghĩa còn thấy được trên mỗi bình gốm đều có dán một lá bùa màu vàng dọc theo thân. Cậu lấy điện thoại ra, bật máy ảnh lên định chụp hình nhưng lại bị Nhung bên cạnh ngăn lại. Cô nói: "Chụp vào ban đêm, đèn flash sẽ sáng." "Đúng rồi, cảm ơn." Nghĩa nhanh chóng tắt chế độ ban đêm. Hình ảnh sẽ hơi mờ, nhưng nó sẽ an toàn cho cả hai người họ. Nghĩa liên tục bấm chụp cho đến khi đoàn người đi khuất. Người đàn ông đi trước miệng cứ lẩm bẩm những từ khó hiểu. Chiếc chuông lão ta cầm trên tay được rung lên mỗi khi lão dừng đọc lại. Nó giống như một nghi thức hiến tế mà cậu từng thấy trên mấy kênh YouTube bí ẩn trên mạng. Không hiểu nó có tác dụng gì, nhưng lại khiến cậu sợ hãi trong vô thức. Bầu không khí lần nữa trở lại yên tĩnh. Nhung đứng dậy không chút do dự tiến lên phía trước. "Đi theo họ đi." Nghĩa đồng ý, và vị trí bị đổi lại từ lúc nào không hay. Hiện tại Nhung là người dẫn đường, và Nghĩa giống như một khách du lịch cần được hướng dẫn. Hai người lén đi theo phía sau, cố gắng giữ khoảng cách và không tạo ra tiếng động lớn. Đám người kia từng bước đi đến một căn nhà gỗ vô cùng lớn, nằm tách biệt giữa một vùng đất trống trong rừng. Ở đó đã có rất nhiều người đứng đợi sẵn. Người dẫn đầu đoàn người dừng lại. Chuông trên tay lão khẽ rung lên một nhịp, và đống củi trước sân lớn được đốt lên. Tiếng tách tách cứ vang bên tai không ngừng. Nghĩa còn nghe được mùi thịt của lũ muỗi trong rừng đang bị nướng cháy. Trong đám người đứng sẵn ở nhà gỗ lớn, có vài người mặc đồ vest trông vô cùng sang trọng, giống như mấy người nắm giữ chức vụ cao trong các công ty lớn. Nghĩa và Nhung tránh vào đống củi lớn đặt bên góc nhà, cách nơi bọn họ đứng chỉ khoảng 2 mét. Đống củi cao hơn 2 mét dễ dàng che khuất hai người bọn họ. Thông qua những khoảng trống ở giữa những thanh củi, Nghĩa đã nhìn thấy được một người mặc đồ vest trông vô cùng quen thuộc trong số những người đứng đó. Người đàn ông với vẻ ngoài già nua, mặc dù chỉ mới qua cái tuổi 40 mấy ngày trước. Trong bữa tiệc sinh nhật hôm đó của ông ta, Nghĩa cũng được cha mẹ đưa đến. Người này không ai khác, chính là chú ba của cậu. "Chú ba, sao lại đến được làng này chứ?" Nghĩa nhỏ giọng lẩm bẩm. Người được Nghĩa gọi là chú ba đi đến trước mặt người đàn ông mặc áo choàng dài, kính cẩn lên tiếng: "Thưa thầy, tôi đã mang đủ tiền lễ đến rồi. Hôm nay có thể mang đồ đi liền không? Gần đây tôi chẳng ngủ được một giấc đúng nghĩa. Thứ cô hồn dã quỷ kia cứ bám theo tôi mãi. Nếu cứ tiếp tục thế này, đừng có nói chỉ là công ty, đến mạng tôi cũng không giữ được mất." Theo sau sự lo lắng của chú ba, những người mặc đồ vest còn lại cũng bước lên giãi bày nỗi lòng của mình. Có người thậm chí còn nói nơi này là hy vọng cuối cùng của ông ta và gia đình. Trong mắt đám người đó, nơi này không phải là địa ngục như những lời người khác đồn đãi. Nơi này là hy vọng, là thiên đường trong mắt bọn họ. Hai người trùm khăn đen đứng bên ngoài, bước đến tách đám người chú ba ra, lớn tiếng nói: "Nghi thức sắp bắt đầu, đừng có làm quỷ thần nổi giận." Lời nói chỉ vỏn vẹn mấy chữ, nhưng lại khiến đám người chú ba hoảng sợ lùi lại. Người đàn ông được chú ba gọi là thầy đi đến gần đống lửa. Lão ta cầm lấy cây gậy gỗ gần đó lên, sử dụng sức nóng của ngọn lửa đốt cháy đen một đầu gậy gỗ. Một người gần đó bước đến, giơ hai tay lên, nhận lấy chiếc chuông trên tay lão rồi lùi lại. Khoảng trống giữa sân chỉ còn duy nhất một mình lão ta. Trong miệng lần nữa lẩm bẩm cái thứ ngôn ngữ khó hiểu kia, tay bắt đầu đưa gậy vẽ lên mặt đất. Hình vẽ dưới đất dần dần xuất hiện, và dù đang đứng gần đó và trực tiếp nhìn thấy đám người chú ba vẫn không nhìn ra được đó là gì. Lão thầy vẽ xong thì thở ra một hơi, giọng trầm trầm, lão ta bắt đầu nói: "Thần linh chỉ bảo vệ những người tốt, thích làm việc thiện và vung tiền như những tên có tài sản cách xù tiêu hoài không hết. Các ngày đây thì khác, trên đời này chỉ có duy nhất quỷ thần địa ngục mới có thể phù trợ cho mọi người. Mỗi bước đi của mọi người đều được mắt quỷ của những vị thần dưới địa ngục nhìn thấy. Để bảo vệ cho những số phận đặc biệt này, tôi đã thỉnh về đây những tay sai của quỷ, những linh hồn mạnh mẽ không gì có thể ngăn được. Và sự phẫn nộ của những linh hồn này có thể trù ếm những kẻ giả nhân giả nghĩa, thích làm việc thiện ngoài kia, để bọn họ có thể trở về bản chất vốn có của mình." Hình vẽ dưới đất là một cái đầu quỷ bốn sừng với vẻ ngoài đầy kinh dị. Lão ta chấm xuống 9 điểm, và những người trùm khăn đen nhanh chóng đi đến, đặt những bình gốm xuống đúng vị trí. Ngay khoảnh khắc chiếc bình cuối cùng được đặt xuống, những đường nét của hình vẽ trên bắt đầu phát sáng. Lá bùa vàng trên những bình gốm bị ánh sáng hắt lên thiêu cháy, những tàn tro lượn lờ bay trong không khí. Nghĩa trừng mắt rồi lại chớp chớp, đưa tay dụi tới khi đôi mắt nóng lên. Bởi cậu, một người yêu khoa học, làm việc hướng về khoa học, và còn có mong muốn được lên tàu vũ trụ để đi ra bên ngoài không gian, lại đang nhìn thấy những bóng ma mờ ảo lượn lờ bay vòng quanh, như đang bị thứ gì đó thu hút. Và khi vừa bước vào phạm vi của sân lớn, liền bị hút vào trong bình gốm. Tiếng la hét gầm rú thảm thiết trông rất đau đớn, như đang bị xẻ thịt lột ra. Khuôn mặt của những hồn ma kia trắng bệch và chỉ như một làn khói trắng, nhưng Nghĩa lại có thể nhìn ra được biểu cảm trên gương mặt của họ. Đó là sự thống hận, đau khổ, dằn vặt và căm phẫn. Nghĩa lo Nhung sẽ hoảng sợ, liền quay sang định che mắt cô lại, nhưng vừa quay đầu, cậu liền ú ớ không nói được tiếng nào. Trong bóng tối sâu thẳm, chỉ có vài ánh sáng của ngọn lửa hắt qua từ khe hở của đống củi. Khuôn mặt Nhung trở nên trắng bệch một cách kỳ lạ. Nhận ra có người đang nhìn mình, Nhung xoay đầu nhìn liền trực tiếp, khiến Nghĩa ngã ngồi trên đất. Cậu đang nhìn thấy đôi mắt của cô đột nhiên biến thành màu trắng. Từ trong đôi mắt ấy chảy ra hai dòng nước mắt bằng máu. Trên gương mặt cũng bắt đầu xuất hiện những vết thối rữa nghiêm trọng. Ai ở đó? Giọng nói đột nhiên chuyển đến khiến Nghĩa hoàng hồn đông cứng cả người. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, toàn bộ những thứ đáng sợ trên mặt Nhung đã biến mất. Cô nhìn cậu với khuôn mặt đầy sợ hãi rằng việc hai người xuất hiện ở đây sẽ bị phát hiện. Là em. Chí từ trong bóng tối bước ra, không chút chần chừ đi đến gần lão thầy. Cậu ta gật đầu một cái xem như chào hỏi rồi nói: Còn đến xem lễ tế một chút. Cũng may là nghi thức luyện quỷ đã hoàn thành, nếu không sợ là đến cả cậu cũng sẽ không yên. Một trong hai người trùm khăn đen khi nãy cản chú ba đi đến. Đó là Hải, người buổi chiều mang cơm đến cho cậu. Anh ta chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh chứ không làm gì, có lẽ là sợ cậu sẽ làm ra hành động gì khác thường. Lão thầy liếc nhìn Chí một cái, mắt đảo qua nhìn bộ đồ cậu mặc trên người, khuôn mặt liền để lộ biểu cảm vô cùng hài lòng. Lão gật đầu nhìn Hải ngụ ý cứ để cậu đứng đó, bản thân thì quay sang tiếp tục lễ tế của mình. Tìm Nghĩa như muốn rơi xuống đất, hồi hộp nhìn Chí xuất hiện như một vị cứu tinh. Bả vai đột nhiên bị bấm lấy khiến cậu chút nữa hét lên, nhưng đã bị một bàn tay khác nhanh chóng bị chặt lại. Trước đó 2 phút, Hồng và Phong đã nhìn thấy hai người bọn họ núp sau đống củi, nhưng sự di chuyển của cả hai có thể khiến cả đám bị lộ. Ngay lúc không biết phải làm sao, Chí đã đứng dậy dặn hai người phải nhanh đưa bạn của mình trở về căn nhà. Còn cậu ta thì dửng dưng như không đi thẳng về hướng đám người kia để đánh lạc hướng. Nghĩa nhìn thấy bạn mình thì vừa lo vừa mừng. Cậu ta đã tự ý rời khỏi, mặc dù đã được cảnh cáo trước là không được. Hiện tại còn bị bắt tại trận nên không lo sao được. Nhờ sự giúp đỡ của Chí, 4 người bạn an toàn trở về căn nhà trong rừng với nhiều tâm trạng khác nhau. Không riêng gì Nghĩa và Nhung đã đi theo đám người kia và đến đó từ ban đầu. Hồng và Phong đi theo sau cũng được Chí kể sơ về thứ được gọi là lễ tế đầy kinh dị và đáng sợ này. Trở về nhà nhưng chẳng ai dám mở đèn. Thứ ánh sáng duy nhất còn sót lại trong phòng chính là từ chiếc đèn ngủ đã sắp hết pin kia. Hồng từ khi trở về liên tục trách mắng bọn họ không nên làm như thế, nếu như bị đám người bên ngoài phát hiện. Không chỉ có 4 người bọn họ và Chí, người đã tốt bụng giúp đỡ cũng sẽ bị liên lụy. Hơn 1 giờ Chí mới trở về. Từ lúc rời đi đến hiện tại cũng hơn 4 tiếng. Cậu trở về trong tâm trạng vô cùng nặng nề. Bước vào nhà liền đối diện với 3 cặp mắt đang nhìn chăm chăm vào mình. Thế nào rồi? Những người đó có phát hiện ra điều khác thường gì không? Chí lắc đầu nói: Không có gì cả. Chí ngồi xuống, nhìn 4 người với 4 biểu cảm khuôn mặt khác nhau, chậm chậm kể rõ lại mọi chuyện mà chính bản thân cậu cũng chưa từng nghĩ sẽ gặp phải trong cuộc đời này. Lão thầy trong miệng người khác chính là cha của Chí. Lão được người dân trong làng kính trọng và sợ hãi cùng lúc. Người ta gọi lão là thầy Sơn, mặc dù lão chẳng dạy được gì cho bọn họ ngoài những thứ bùa chú, ma quỷ, quỷ thần và cách chủ yếm người khác để đem lại lợi lộc cho mình. Lão ta đã tự tay biến ngôi làng xinh đẹp được vây quanh bởi một hồ nước rộng lớn, được mấy đời tổ tiên cậu nói rằng nó sẽ không bao giờ cạn, một nơi mỗi ngày đều người người đi đến. Giờ chỉ còn lại vất vưởng những linh hồn không siêu thoát và những người dân đã bị lão đồng hóa suy nghĩ. Chí đã rời khỏi đây và cậu đã quyết định sẽ không bao giờ trở về nơi này thêm lần nào nữa. Nhưng lão ta làm sao có thể để mặc cậu muốn làm gì thì làm. Người bên ngoài nhìn vào có thể xem cậu như một người đặc biệt trong làng, được người người kính trọng gọi một tiếng, hai tiếng cũng cậu chủ. Lão xây cho cậu một ngôi nhà với đầy đủ tiện nghi. Cậu thích gì, muốn gì cũng đều được. Và yêu cầu duy nhất của lão dành cho cậu cũng chỉ có một. Đó chính là phải trở thành người nối nghiệp của lão, trở thành người điều khiển được quỷ, sai khiến được ma, thành người bị thần linh bỏ rơi, và chỉ có những quỷ thần ở địa ngục mới chấp nhận được. Cậu đã biết như vậy tại sao còn trở về. Chỉ cần báo công an để họ đến và làm rõ mọi chuyện là được rồi. Nếu cậu cứ im lặng, sẽ có rất nhiều người rơi vào những tình cảnh như chúng ta bây giờ. Phong tức giận nói, cậu ta vẫn chưa quên được những gì đã vô tình nhìn thấy khi nãy. Mặc dù không nhìn rõ hết được, nhưng những nghi lễ cổ quái như vậy không thể nào mang ý tốt được. Chí nhìn cậu vài giây, đôi mắt đỏ hoe nghẹn ngào nói, tôi phải ở lại để tìm một linh hồn đang bị giam giữ. Linh hồn? Là ai? Ánh mắt đượm buồn của cậu nhìn xuyên qua khung cửa sổ, nhìn ra khu rừng tối đen bên ngoài, nhỏ giọng nói, mẹ tôi đang nằm đâu đó ngoài kia. Làng Thạch Bích của 4 năm trước rất khác nơi này. Nơi đó có cây xanh, có hồ nước xinh đẹp, đặc biệt là có nhiều người. Nhưng dù cho có nổi tiếng vì vẻ ngoài xinh đẹp hay là nguồn gốc kỳ lạ, thì sự hứng thú của con người cũng chỉ nằm ở một giới hạn nào đó. Một khi đã quen thuộc rồi, thì dù nó có xinh đẹp, có bí ẩn như thế nào, đối với họ đó cũng chỉ là một ngôi làng ít người nằm sâu trong núi mà thôi. Cha của Chí, Lão Sơn, lúc đó chỉ là một người dân bình thường, nối nghiệp cha mẹ, mở một sạp bán đồ tâm linh nhỏ. Lão nói rằng những thứ được lão bán ra đều là từ trong rừng sâu thỉnh xuống, đã được thần rừng phù hộ nên rất linh nghiệm. Mấy lời lừa người kiểu này đương nhiên sẽ chẳng mấy ai tin được. Chí lúc đó đã thi đậu đại học, cậu nói với cha hãy bỏ nghề này mà cùng cậu vào thành phố. Cậu sẽ vừa học vừa làm để lo cho cuộc sống của cha mẹ mình, không để hai người phải vất vả mưu sinh nữa. Ban đầu Lão Sơn không đồng ý với chuyện này, nhưng nghe con trai khuyên nhủ mãi, lão cũng siêu lòng theo. Trở về căn nhà đã vững vàng trải qua 3 đời người, lão bắt đầu cảm thấy hối hận khi bản thân đã đồng ý, nhưng con trai muốn lão nghỉ ngơi. Hơn nữa, cái nghề này giờ cũng không thể phát triển được nữa rồi. Tự trấn an bản thân thêm một hồi, lão cũng nghĩ thông mọi chuyện. Tối hôm nói chuyện với con trai xong thì bắt đầu dọn đồ. Dù sao lão cũng sống ở đây hơn 50 năm. Bình thường không thấy gì, nhưng đến khi dọn ra mới biết có rất nhiều thứ. Trong đống đồ kia, Lão Sơn tìm được một cuốn sổ ghi chép của tổ tiên. Trong đó chủ yếu nói về quá trình mọi người xây dựng được ngôi làng này từ những cây gỗ đầu tiên. Thế nhưng điều khiến lão chú ý chính là nội dung được đánh dấu rất kỹ ở những trang cuối. Trong đó viết cách luyện quỷ dài hạn. Sau khi đọc được cách luyện quỷ dài hạn do tổ tiên ghi lại, Lão Sơn đã nghĩ đó chỉ là những lời truyền miệng từ bao đời, tiện tay ghi chép lại mà thôi. Nhưng lão đã theo cái nghề tâm linh này từ lâu, trong lòng vẫn có chút tin tưởng, nên quyết định trước khi rời khỏi làng sẽ thử một lần. Theo sách ghi lại, không phải linh hồn nào cũng có thể trở thành quỷ dài hạn. Muốn đáp ứng điều đó, phải thông qua 2 điều kiện chính. Đầu tiên, người chết phải sinh vào những ngày 7, 13, 21 và 29 mỗi tháng lẻ. Điều thứ hai cũng là điều quan trọng nhất, chính là cái chết của người kia phải là cái chết đầy oán hận và phẫn nộ. Một linh hồn chứa đầy oán khí không thể cam lòng mà đi báo danh dưới địa phủ. Cả phần đời còn lại phải trở thành một hồn ma vất vưởng, không trốn dung thân. Một khi được yểm bùa chú và giam giữ lại, dựa vào oán khí sẵn có của hồn ma đặt yểm lên một cái tên, tất cả tai ương của gia chủ sẽ đổ lên đầu cái tên bị chủ yểm kia. Lão Sơn thừa hưởng được không ít kỹ năng bói toán của ông cha mình. Chỉ bằng cách nhìn vào một hồn ma, lão có thể dễ dàng nhìn ra thời gian sinh tử của người đó. Lợi dụng điều đó, rất nhanh lão đã tìm được một hồn ma phù hợp, và con quỷ đầu tiên đã được luyện ra như vậy. Lão Sơn dựa vào mối làm ăn trước đó của mình là một vị giám đốc đã lớn tuổi nhưng vẫn còn đang chinh chiến trên thương trường. Gần đây công việc làm ăn của ông không mấy thuận lợi, thậm chí nhiều lúc đã nghĩ đến con đường phá sản. Vị giám đốc này tương đối tin tưởng những chuyện tâm linh. Nghe được tin đồn bên ngoài nói rằng bùa chú được bán ở làng này rất linh, nên ông đã tìm đến không ít lần. Bằng miệng lưỡi mấy chục năm làm nghề của mình, lão Sơn đã dễ dàng thuyết phục vị giám đốc nhẹ dạ tin vào loại bùa mới của mình. Thế nhưng, điều lão không ngờ chính là thứ đó, vậy mà lại thật sự mang lại vận may cho ông ta. Hợp đồng hơn 100 tỷ tưởng chừng đã vuột mất, lại đột nhiên được đối thủ hai tay dâng lên tận bàn. Một cú lội ngược dòng cứu sống cả một doanh nghiệp tưởng chừng đã sụp đổ. Cũng trong lúc này, vợ ông thông báo đã có thai. Vị giám đốc đã qua tuổi tứ tuần, lần đầu tiên được lên chức làm bố. Nhờ có những điều đó, lão Sơn một bước lên mây. Hàng chục người xếp hàng chờ đợi lão nhìn đến họ một lần. Lão vừa mừng vừa lo. Những thứ đó đều do lão ăn may mà ra. Trong thời gian ngắn, lão cũng không tin bản thân có thể kiếm được số tiền nhiều đến mức 20 năm bán bùa cũng không bằng con số lẻ. Tiền khiến lão sáng mắt, bắt đầu nghĩ cách làm sao tạo ra được nhiều bình chủ yểm. Tiền tài dần dần xâm chiếm lý trí, khiến lão bắt đầu rơi vào hố sâu không đáy, không cách nào mà thoát ra được. Hồn ma trong rừng không thiếu, nhưng lại không đáp ứng đủ hai điều kiện kia. Những người chết trong rừng đa phần đều là do tự tử. Trong lòng họ vốn đã buông bỏ mọi thứ, kể cả mạng sống, làm sao có thể còn oán niệm hay vương vấn điều gì. Để tìm thêm nhiều hồn ma hơn, Sơn dựa theo những ghi chép của ông cha và sự dò hỏi của mình, bắt đầu cải tạo làng Thạch Bích trở thành một làng luyện quỷ theo nghĩa đen. Lão cho chỉnh sửa lại hết những thiết kế bên trong ngôi làng, đặt những thứ không nên đặt, đem những thứ không nên đem vào làng. Mọi nơi trong làng đều được thay đổi, khiến ngôi làng trở thành nơi phản phong thủy, dễ thu hút quỷ vào làng. Vậy bên ngoài đồn rằng cấu trúc phản phong thủy ở đây là do người bên làng Thiên Đường đưa người đến lừa trưởng làng làm là sai sao? Nghĩa lên tiếng hỏi. Chí gật đầu xác nhận. Là sai. Mọi thứ đều do cha tôi đứng sau. Người làng bên cạnh chẳng làm gì chúng tôi cả. Bọn họ bất quá chỉ lợi dụng những tin đồn bên ngoài để tô màu cho nơi nghỉ dưỡng An An kia mà thôi. Vậy mẹ cậu... Hồng nhớ đến ánh mắt xót xa của Chí khi nhìn ra cánh rừng bên ngoài và nhắc đến mẹ mình. Ánh mắt đó khiến cô nghĩ đến rất nhiều điều, thậm chí còn nghĩ đến việc mẹ Chí mất có phải là do cha Chí làm hay không. Nhìn ra được suy nghĩ của cô, Chí cũng không muốn cha mình đã tội còn chồng thêm tội, liền lên tiếng thanh minh thay lão. Mẹ tôi mất vì bị rắn cắn khi vào rừng đào măng. Cha tôi sẽ không ra tay với người vợ đầu ấp tay gối với mình mấy chục năm đâu. Hồng ngại ngùng nhìn Chí. Cô nhận ra biểu cảm trên mặt mình đã quá lộ liễu. Đó cũng là điều có thể hiểu được. Dù giỏi giang trong việc lừa gạt người khác bao nhiêu, thì lão ta cũng đâu thể nào ra tay giết vợ mình được. Mấy người có nhìn thấy những cột đá đã được thắp sáng lúc vào làng không? Chí hỏi. Ngoại trừ Nhung vẫn đang thẫn thờ, ngồi một góc không tham gia vào câu chuyện. Ba người còn lại đều gật đầu xác nhận đã nhìn thấy. Thật ra nếu khung cảnh xung quanh bớt u ám, phía trên không có rong rêu bám đầy và cánh cửa gỗ như sắp gãy đến nơi, thì khung cảnh đó thật sự rất thơ mộng. Khi những ngọn đèn ở đó được thắp lên, người trong làng sẽ không thể rời khỏi đây, và bên ngoài cũng không cách nào vào được bên trong. Chỉ khi nhận được sự cho phép của cha tôi thì mới có thể rời khỏi. Tất cả đều không ngoại lệ, cả người và quỷ. Những linh hồn vất vưởng bên ngoài theo chân con người đi vào rừng sẽ bị ngôi làng thu hút bằng những kiến trúc phản phong thủy. Một khi đã vào đây, Sơn sẽ dựa theo hai điều kiện kia để chọn lựa những linh hồn phù hợp và bắt đầu luyện phép. Người khác có thể sẽ rất sợ hãi khi đến đây, nhưng với sự bảo hộ của Sơn, người dân ở đây vẫn sống và làm việc như không có gì xảy ra. Thậm chí con cái họ còn đường lên thành phố với số tiền kiếm được từ đám người nhà giàu kia. Sau khi thành đạt thì họ có thể ung dung mà sống ở nơi phồn hoa đô thị kia mà không sợ bất kỳ ai biết đến chuyện họ làm ở đây. Phong ngồi đó từ từ phát run, không biết là do không khí ban đêm trong rừng vốn lạnh lẽo như thế, hay là do cậu đang sợ hãi khi nghĩ đến việc bị người dân ở đây phát hiện. Trong lòng yên lặng suy nghĩ một hồi rồi mới lên tiếng hỏi. Cậu đã ở trên thành phố học tập và biết được rằng những việc cha mình làm là sai. Tại sao còn trở lại đây? Tôi vốn không định trở về, nhưng cha tôi trong lúc tôi không có mặt đã đem mộ phần của mẹ rời đi chỗ khác. Ông ấy nói nếu tôi không trở về, ông ấy sẽ biến linh hồn của mẹ thành một con quỷ giải hạn và bán cho người khác như một món hàng. Chí nói. Tất cả bọn họ sau khi nghe xong đều không nhịn được sự phỉ nhổ trong bụng dành cho người đàn ông kia, dùng vợ của mình để uy hiếp con trai. Bọn họ nghĩ, đổi lại là Sơn thì họ nghĩ có khi lão ta đã biến vợ mình thành một con quỷ giải hạn từ lúc nào rồi. Uy hiếp Chí cũng vì không muốn đứa con duy nhất của mình một đi không trở lại mà thôi. Chí đứng dậy vẻ mặt mệt mỏi, không còn chút tinh thần, nhìn bốn người bọn họ. Buổi sáng những ngọn đèn kia sẽ bị dập tắt, con đường sẽ được mở ra và mọi người có thể rời khỏi đây. Câu chuyện hôm nay, nếu như được vẫn mong mọi người đừng nói ra bên ngoài. Tôi không chắc bản thân có thể làm được gì hay không, nhưng nhất định sẽ cố gắng thay đổi những điều này bằng tất cả sức lực của mình. Nói xong, cậu quay người định trở vào bên trong thì bị một tiếng còi chặn lại. Nhung từ lúc trở về vẫn im lặng ngồi một góc, không tham gia vào câu chuyện, cũng không nói bất kỳ lời nào, chỉ bất động ngồi đó. Cho tới khi chính định rời đi, cô mới lên tiếng kêu lại. Ánh nhìn của Nhung quá lạnh lẽo khiến bốn người đứng trong phòng cũng phải dè chừng. Hồng với cảm xúc lẫn lộn không nhìn rõ, đảo mắt liếc sáng Nghĩa, người đi chung với Nhung khi nãy, ngụ ý muốn hỏi cậu ta có biết chuyện gì không. Nhìn thấy ánh mắt của Hồng mang ý dò hỏi, Nghĩa đột nhiên nhớ đến những hình ảnh mà cậu cứ tưởng bản thân đã bị ảo giác vì bị nhiều sự việc xảy ra liên tục dọa sợ. Nhung, bà làm sao vậy? Bộ có gì muốn hỏi hả? Phong nhỏ giọng hỏi. Đèn bàn là ánh sáng duy nhất còn sót lại trong phòng. Đó không phải là ánh sáng trắng mà là ánh sáng màu vàng. Lúc dọi vào mặt khiến những biểu cảm tưởng chừng bình thường lại nhìn rất quái dị. Nghĩa có cảm giác đó không phải là Nhung, mà cô đang bị một thứ gì đó nhập vào người. Cuộc nói chuyện bị cắt ngang khi bên ngoài truyền đến tiếng gọi của Hải. Tim đập nhanh như sắp văng ra đến nơi. Chí ra hiểu cả đám yên lặng, còn mình thì đi ra phía trước để xem có chuyện gì. Cánh cửa vừa mở ra đã vội khép lại. Chí nhìn Hải và mấy người đứng phía sau anh, tò mò hỏi. Mọi người đến làm gì vậy? Thầy nói có một linh hồn đang cố gắng trốn chạy, bảo chúng tôi đi tìm bắt lại, Hải nói. Chí hiểu rõ trong lòng, lên tiếng hỏi lại. Anh nghĩ linh hồn kia chạy đến chỗ em sao? Không phải, mỗi nơi chúng tôi đều kiểm tra chứ không riêng ở đây. Hơn nữa, chỗ của cậu đã được thầy bố trí rất nhiều bùa phép, mà quỷ bình thường không thể nào lại gần được, trừ khi lại nhập vào người sống. Hải liếc mắt nhìn cánh cửa đóng chặt phía sau, trong lời nói như đang ám chỉ gì đó. Chí bước đến che đi tầm mắt của Hải, cười nói. Ở đây chỉ có mình em mà thôi, linh hồn kia chắc không dùng em làm vỏ bọc đâu phải không? Hải im lặng nhìn cậu, cả phút sau mới thở dài một hơi nói. Đương nhiên là không, chúng tôi đi đến nơi khác tìm, cậu vào ngủ đi. Mấy người Hải quay người rời đi. Hải chậm chân tụt lại phía sau, quay người nhìn ba cái bóng đang tụm lại một chỗ, nhỏ giọng nói. Đứng ở vị trí là người làm việc cho thầy, tôi nghĩ mình nên nhắc nhở cậu về ý nghĩa của bộ quần áo cậu đang mặc. Công dụng của nó không phải chỉ để che đậy cơ thể đâu, ý nghĩa của nó còn to lớn hơn so với cậu nghĩ rất nhiều. Nhưng đứng ở vị trí là người anh đã cùng cậu lớn lên thì anh biết em muốn làm gì, nhưng hãy cẩn thận vì ông ấy đã không còn như xưa nữa rồi. Chí nhìn theo hướng Hải rời đi rất lâu sau mới sực tỉnh lại. Cậu quay đầu nhìn về hướng cửa sổ, trong lòng bịch một tiếng như có gì đang rơi xuống. Vào trong nhà thì bắt gặp bốn cặp mắt đang nhìn mình. Chí nghiêng đầu nhìn Nhung, lên tiếng hỏi. Hồn ma mà mấy người bên ngoài đang tìm là cô phải không? Hồng, Nghĩa và Phong Nghe Chí nói vậy theo phản xạ tự nhiên liền tách khỏi Nhung, đứng cách xa nhìn cô thầm mong một câu trả lời rõ ràng. Đèn bàn như bị chập mạch, đột nhiên chớp tắt liên hồi. Đến khi ánh sáng trở về, người trước mặt đã không còn là Nhung nữa. Nghĩa từng đọc ở đâu đó ghi rằng nếu như một người chết bình thường hoặc vì những yếu tố không lường trước như bệnh nặng, tai nạn, họ chấp nhận cái chết đó, thì hình dạng khi chết sẽ là hình dáng khi họ đẹp nhất, hạnh phúc nhất. Ngược lại, những người chết vì bị mưu hại dẫn đến mất mạng, hoặc trước khi chết đã đối mặt với một tình huống bất khả kháng, hình dáng khi chết của họ chính là hình dáng cuối cùng trước khi dứt hơi thở. Nhung ban đầu mặc một bộ đồ ngủ bằng thun mát mẻ. Lúc đi cùng cậu cũng chỉ vơ đại cái áo khoác choàng vào. Linh hồn người trước mặt đã nhập vào thân xác của Nhung. Hình dáng hiện tại của cô ta chính là hình dạng trước khi cô ta tắt thở. Cả người đầy vết thương như bị đánh đập không thương tiếc, mặt đầy vết xước và bên má trái có vết thương như bị dao rọc xuống. Cổ tay và chân đều có vết chói, trên bụng có một vết đâm khá sâu, máu vẫn còn chưa khô và thấm ướt ra bên ngoài. Chiếc váy hồng trên người tả tơi, không nhìn ra hình dạng ban đầu, cộng thêm những vết bẩn và máu, như vậy cũng đủ nói cho những người nhìn thấy biết rằng cô đã phải trải qua thời gian khủng khiếp như thế nào trước khi chết. Mọi người bất giác lùi càng xa hơn. Người kinh hoàng nhất hiện tại có lẽ là Phong. Người cậu yêu mến đột nhiên biến thành một con ma gớm ghiếc. Vậy Nhung của cậu đâu? Là con ma này đã giết cô rồi chiếm xác sao? Chỉ mới nghĩ đến việc Nhung đã bị hại, Phong không còn biết sợ hãi là gì nữa. Cậu lớn tiếng nói: "Cô làm gì Nhung rồi hả? Trả thân xác cô ấy lại đi." Hồn ma nhìn những người trước mặt, đôi mắt chảy xuống hai dòng nước mắt đỏ tươi như máu, bước chân lén lết đi về phía Chí. Cô quỳ sụp xuống vái lạy cậu, giọng nức nở nói: "Cậu xin cậu hãy giúp anh Hiếu được siêu thoát." "Cô đang nói anh Hiếu nào?" Chí hỏi. Bàn tay run rẩy nắm lấy vạt áo trước ngực, khẽ siết chặt, như đang nhớ đến một điều gì đó kinh khủng. Đôi mắt cô bắt đầu chừng lớn, con người đen tuyền cũng biến mất, chỉ còn lại một đôi mắt trắng dã. Bên tai cô chuyển đến tiếng đạp lá cây xào xạc, hơi thở nặng nề ngắt quãng, tim đập nhanh khiến lồng ngực phát đau như người bị bệnh tim lâu năm. Cô chậm chậm nhớ lại cái ngày kinh khủng hôm đó. Hồn ma tên gọi là Lan, cùng với Hiếu, hai người là một cặp đôi yêu nhau đã được 7 năm. Từ lúc cô mới chập chững bước lên thành phố học tập và lập nghiệp thì hai người đã bắt đầu yêu nhau. Cả hai đến bên nhau bằng sự đồng cảm của những người xa quê và cùng nhau đi tiếp quãng đường phía trước bằng sự yêu thương chân thành. Sau khi tốt nghiệp, Lan được trường giới thiệu vào một công ty làm việc. Nhờ sự chăm chỉ học hỏi và sự tiến bộ không ngừng của mình, rất nhanh chóng Lan đã được trở thành nhân viên chính thức của công ty. Hiếu cũng không khác gì Lan, đã thế lại có phần thuận lợi hơn rất nhiều. Lúc đang còn ngồi trên ghế nhà trường thì anh đã được nhiều công ty nhắm đến nhờ vào kỹ năng và kiến thức của mình. Vừa tốt nghiệp, Hiếu đã lựa chọn công ty mà anh nghĩ sẽ giúp anh phát triển tốt hơn mà ký hợp đồng. Chỉ mất 1 năm để làm quen, mức lương mà công ty trả cho Hiếu đã lên đến 8 con số, mặc dù chỉ là sinh viên mới ra trường. Kiên trì học hỏi và làm việc không ngơi nghỉ xuống 3 năm, Lan và Hiếu đã có nhà mới, có thể chăm lo cho cha mẹ và các em ở dưới quê. Hai người dự là sau Tết sẽ đến gặp mặt gia đình hai bên để xin được cưới nhau. Trước kỳ nghỉ Tết 1 tháng, Hiếu được bạn bè giới thiệu về khu nghỉ dưỡng An An trong rừng. Anh là người rất thích khám phá nên đã đề nghị hai người cùng nhau đến đó, xem như một món quà dành cho bản thân sau nhiều cố gắng. Chỉ là hai người không ngờ rằng chuyến đi đó lại là chuyến đi cuối cùng trong cuộc đời của mình. Hiếu và Lan theo lời chỉ dẫn của một người bạn từng đến khu nghỉ dưỡng An An. Người bạn này còn nhiều lần nhấn mạnh rằng khi đến ngã ba nhất định phải rẽ phải, tuyệt đối vạn lần không được rẽ trái. Hai người cũng đã nghe và nhớ kỹ điều đó, nhưng khi đến ngã ba đó, cả hai bị một đám sương mù dày đặc che khuất tầm mắt và đã xác định lầm hướng rẽ. Giống như 4 người bạn của Hồng, Hiếu và Lan cũng đi lạc đến làng Thạch Bích, cũng đứng trước cánh cổng đầy nét cổ xưa kia, cũng nhìn thấy một đám người xuất hiện và thắp lên những ngọn đèn ở cột đá. Điều khác biệt duy nhất chính là ở trên những bậc thang kia không có người thiếu niên tên Chí sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Hiếu nhanh chóng nhận ra sự sai lầm của mình và tìm cách đưa Lan rời khỏi ngôi làng. Nhưng trước khi anh kịp làm gì đó thì Lão Sơn và người của Lão ta đã tìm thấy cả hai. Hai người được đưa đến nhốt ở một căn phòng, trong đó còn có thêm vài người khác. Bộ dạng ai cũng đầy vẻ sợ hãi. Sau khi hỏi chuyện mới biết đây chỉ là một phần mà thôi. Những người bị giữ lại ở đây đều bị lạc cùng người thân của mình, nhưng khi được đưa đến đây, bọn họ đã bị tách ra. Có người đã bị tách ra khỏi người thân cả tuần mà vẫn chưa được gặp lại. Mỗi ngày đều chờ đợi mỏi mòn, bị giam lỏng với một chiếc bánh mì khô cũng nước. Có người thậm chí còn tắt thở lúc nào không hay, đến khi người bên cạnh nhận ra thì xác đã cứng lại. Lan vừa nghe đến đó liền đưa tay ôm chặt lấy Hiếu. Cô không muốn những điều đó sẽ đến với hai người. 30 phút sau khi bị bắt đến đây, có hai người mặc áo choàng đỏ đi đến cưỡng chế mang Hiếu rời khỏi phòng. Lan khóc lóc van xin, níu lấy chân đám người kia hết lời này lại nỉ, hãy tha cho hai người. Cô sợ rằng đây sẽ là lần cuối cùng cô được nhìn thấy anh. Người mặc áo choàng đỏ bị cô níu lấy đã vô cùng tức giận. Mặc kệ cô chỉ là một cô gái yếu đuối mỏng manh, hắn vẫn thẳng chân đạp vào bụng cô mấy cái, khiến cô vì đau đớn mà co người ôm lấy bụng. Tay cô vừa thả ra thì hai người kia liền nhanh chóng mang Hiếu rời khỏi. Lan lúc đó chỉ biết chịu đau nằm trên đất, đôi mắt cố gắng dõi theo bóng dáng người mình yêu. Lan đã bắt đầu những ngày tháng chờ đợi trong vô vọng. Hiếu đã biệt tâm từ ngày hôm đó. Trên tay cô vẫn còn cầm chặt chiếc vòng tay mà trong lúc giằng co hôm đó đã kéo ra được. Cô đã cắn đứt sợi dây nối những viên ngọc lại. Đây là món quà thủ công do cô tự tay làm cho anh nhân ngày sinh nhật. Không có bao nhiêu giá trị, nhưng cô đã làm bằng cả tấm lòng mình. Kể từ ngày Hiếu bị mang đi, mỗi ngày Lan đều ném ra một viên ngọc. Sợi dây có tổng cộng 15 viên, đến giờ chỉ còn lại 8 viên trên tay. Hiếu đã bị mang đi tròn một tuần. 13 viên ngọc. Sinh nhật của Hiếu là ngày 13 tháng 9. Tuần trước hai người vừa cùng nhau mừng sinh nhật của anh. Cô còn nói chuyến đi này xem như là món quà tinh thần cho anh, nên đã chi trả mọi chi phí trên đường đi đến đây. Nhưng sự việc hiện tại khiến cô giống như đã trực tiếp đưa anh vào chỗ chết vậy. Lúc Lan được đưa đến đây, bên trong đã có sẵn 4 người. Nhưng đến ngày thứ tư thì có 3 người đã được đưa rời khỏi và không thấy trở lại. Hiện tại trong phòng chỉ còn lại cô và một cô gái khác. Nhưng suốt 3 ngày qua, người này không ăn không uống cũng không nói chuyện. Ngoại trừ những lúc la hét ra thì chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ nhỏ trên đầu. Buổi chiều hôm đó, một người mặc áo choàng đỏ đến đưa Lan đi. Cô không chống cự vì hy vọng rằng bọn họ sẽ đưa cô đến gặp Hiếu. Lan đã đúng, cô đích thực được đưa đến chỗ của Hiếu, nhưng cô thà không đến thì hơn. Hiếu bị giam giữ trong một cái lồng sắt, cả người đầy vết thương và dường như đã kiệt sức. Anh nằm trong lòng đưa mắt nhìn ra cửa, đến khi nhìn thấy Lan bị đưa vào mới lồm cồm bò dậy, nhìn cô với ánh mắt lo lắng tột độ. Địa ngục thật sự sau đó mới bắt đầu. Bọn họ trói cô lại, sau đó bắt đầu đánh đập, chơi trò chơi, mà hình phạt khi thua chính là gạch một nhát lên người cô. Lan cho rằng đám người này đều là những kẻ tâm thần, lấy việc hành hạ người khác ra làm niềm vui. Nhưng sau đó cô mới biết, đám người này muốn dùng cách tra tấn cô để khơi gợi sự hận thù trong người Hiếu. Lan đã như vậy bị đánh chết tươi. Hiếu trơ mắt nhìn bạn gái mình bị hành hạ mà không thể làm gì. Anh đã không giữ được sự tỉnh táo và bắt đầu chửi mắng, la hét và nguyền rủa. Lão Sơn là người chứng kiến tất cả. Nhận ra thời cơ đã gần chín mùi, lão ta bước đến trước mặt bắt đầu khích tướng anh bằng những lời vô cùng mất nhân tính. Mắt Hiếu trừng lớn như sắp nứt ra đến nơi, tay nắm chặt những thanh sắt nghiến chặt răng nhìn đám người bên ngoài. Anh nhìn qua từng khuôn mặt, ghi nhớ từng biểu cảm của bọn họ. Cuối cùng nhìn qua thi thể đẫm máu của Lan, nước mắt rơi xuống như mưa. Là anh mở lời đề nghị đến đây, là anh hại chết người vợ sắp cưới yêu quý của mình. Tất cả là tại anh. Hiếu hét lớn một tiếng, tay siết chặt những thanh sắt bắt đầu rung lắc kịch liệt. Thanh âm khàn khàn dẫn đến run giọng nói: "Tao sẽ giết chết lũ chúng mày. Lão Sơn nhìn thấy Hiếu như vậy liền cười lớn tiếng. Lão ta vô cùng hả hê với kết quả đạt được. Chẳng là những linh hồn gần đây lạc đến làng đều không phù hợp với tiêu chuẩn luyện quỷ, mà lão ta lại vừa mới nhận được một mối làm ăn rất đáng tiền. Nếu bỏ qua cơ hội này, không biết đến khi nào mới có thể tìm được mối tốt như thế này. Cùng lúc đó, Hiếu và Lan lại liên lạc vào đây. Lão ta vừa nhìn thấy Hiếu thì đã tưởng tượng trong đầu ra đống tiền chất đầy trước mặt rồi. Nhưng dù bị uy hiếp, anh vẫn chấp nhận cái chết một cách hiển nhiên. Chỉ cần Lan được sống thì anh có ra sao cũng được. Lão Sơn không nhìn ra được sự giận dữ của Hiếu. Không có phẫn nộ, căm phẫn thì không thể thỏa mãn được điều kiện lão cần. Nếu thứ gì không có, lão sẽ tự tay mình tạo ra. Nhưng tiếc là sự phẫn nộ của Hiếu mạnh mẽ hơn những gì lão ta có thể tưởng tượng được. Mặc dù đã làm nhiều cách, nhưng lão chẳng thể khống chế được linh hồn của Hiếu sau khi chết. Đã thế, những bùa chú phù phép kia càng khiến Hiếu trở nên mạnh mẽ hơn. Anh đã biến thành một linh hồn ác quỷ, ngập tràn sự giận dữ. Lão Sơn cũng mém xíu, đã bị anh bóp chết khi cố gắng nhốt anh vào bình chủ yểm. Không thể làm gì khác hơn, lại sợ mạng cũng không giữ được. Lão tìm được một cách phong ấn linh hồn vô cùng tàn độc, được ghi chép lại. Lão dặn đám người phía dưới tắm cơ thể Hiếu trong máu động vật, sau đó đem đốt thành tro. Sau đó mang theo tro cốt đến một cây cổ thụ hơn 100 năm tuổi trong làng chôn xuống. Mỗi năm vào những ngày rằm thì cắm một cọc nhọn dài xuống đất nơi chôn tro. Chỉ cần cắm đủ 13 cọc nhọn, linh hồn người này sẽ mãi mãi không thể siêu thoát, vạn kiếp đều phải chôn mình dưới gốc cây kia. Hiếu không thể tự do hành động nếu như thể xác bị giam giữ. Đó là lý do Lão Sơn lại chọn cách này để đối phó với anh. Còn Lan, cô chỉ là một linh hồn vô giá trị với lão, vất vưởng ở đây vì trong lòng vẫn chưa nghĩ thông suốt được. Hơn nữa cô không cam tâm khi nhìn thấy người mình yêu bị hành hạ như vậy. Nhưng khi là linh hồn, cô không thể đối phó được với những người ở đây. Trong lòng cô không có sự phẫn nộ, nên không thể biến thành ác quỷ và có sức mạnh như Hiếu. Sau khi chết, Lan mới hiểu được tại sao cô gái còn lại trong phòng sau khi trở về lại mang bộ dạng như vậy. Cô ấy cũng như cô, bị đánh đập và hành hạ trước mặt người thân yêu của mình. Nhưng người kia đã cắn lưỡi tự tử trước khi Lão Sơn và đám người của ông kịp làm gì đó. Cái chết vì tự tử chính là cấm kỵ trong thuật luyện quỷ. Vì người tự tử mang tâm thế, không còn vướng bận gì trên cuộc đời này, không có vui vẻ thì cũng không có giận dữ. Nghe Lan kể xong chuyện của mình, đôi mắt Hồng cũng rưng rưng theo. Chỉ cần một cái chớp mắt nhẹ cũng khiến nước mắt tuôn trào. Đều là phụ nữ với nhau, cô làm sao có thể nhìn được thân thể bị hành hạ đến không còn chỗ nào lành lặn của Lan cơ chứ. Mọi người trong nhà, kể cả Chí cũng bị câu chuyện của Lan làm cho cảm động. Chí ngồi xổm xuống trước mặt cô hỏi: "Vậy cô muốn tôi giúp linh hồn Hiếu được siêu thoát phải không? Anh ấy đã chịu quá nhiều sự đau đớn, xin cậu hãy giúp chúng tôi." Ban đầu khi nhập vào người Nhung thì Lan đã lên một kế hoạch hoàn chỉnh. Khi ở trạng thái linh hồn, cô không thể tiếp cận ngôi làng vì sợ sẽ bị Lão Sơn bắt được. Mà ở hình dạng đó, cô cũng không thể đụng đến những cọc nhọn kia. Cho nên Lan định dùng thân xác của Nhung để làm chuyện đó. Nhưng cô không ngờ rằng chỉ việc đi lại bên trong ngôi làng đã vô cùng khó khăn. Mọi nơi đều có người của lão canh chừng. Lan đã dần mất hy vọng và muốn một lần làm liều. Nhưng khi cô thấy Chí, con trai của Lão Sơn, lại mặc kệ những quy tắc của lão mà giúp đám người liên lạc không quen biết này. Hơn nữa, khi nghe câu chuyện của Chí, cô biết cậu cũng không đồng ý với cách làm của cha mình. Cho nên cô đã làm liều hiện ra để cầu xin sự giúp đỡ. Chí im lặng chăm chú nhìn Lan mấy giây rồi nói: "Tôi sẽ giúp cô." "Cảm ơn cậu rất nhiều." Lan nói xong thì chắp tay trước ngực, thái độ vô cùng thành khẩn, mà lại một cái. Xong lại quay qua ba người bạn đang đứng trong góc, áy náy nói: "Bạn của các cậu không sao cả. Lúc tôi hiện ra cô ấy chỉ đơn giản ngủ một giấc mà thôi. Xin lỗi vì tự tiện làm theo ý mình. Đợi khi giải thoát được cho anh Hiếu, tôi nhất định sẽ rời khỏi thân xác này. Sẽ không gây ra bất kỳ điều gì ảnh hưởng đến cô ấy." Chị đã đưa ra quyết định xong, định trở về phòng ngủ nốt. nhưng đột nhiên nhớ ra gì đó liền quay đầu hỏi: Cô biết anh ta bị chôn ở đâu không? Không biết. Khi cho cốt anh ấy bị đem đi, tôi vẫn còn trong thất tuần nên không thể rời xa thân xác. Đến khi trở thành một linh hồn bất vượng thì không thể lại gần những nơi có bùa chú được. Nhưng tôi nghe được lão ta nói với đám người kia là đem anh ấy đến chôn dưới gốc một cây cổ thụ trăm tuổi. Trong rừng nhiều nhất chính là cây trăm tuổi không hiếm nhưng cũng đến hàng trăm cây. Chỉ trong 1-2 ngày không cách nào tìm ra dễ dàng được. Chỉ mang theo suy nghĩ rối bời trở về phòng. Cậu cần một kế hoạch tỉ mỉ trước khi thực hiện việc này. Mặc dù là cha con, nhưng nếu như để lão biết con trai mình vậy mà lại muốn giúp người ngoài phá vỡ kế hoạch của lão, cậu chưa chắc có thể thoát được dễ dàng. Chí trở về phòng rồi chỉ tội cho ba người bên ngoài. Biết rằng Lan là một linh hồn tốt, nhưng nỗi sợ lý trí vẫn không thắng được. Tay chân cả bọn đều co quắp sợ hãi, ôm nhau đứng ở một góc. Dù sao cả bọn đều đang là sinh viên đại học. Những thứ được dạy và được học hơn 20 năm qua đều được khoa học chứng minh rõ ràng. Mặc dù trong cuộc sống đôi khi vẫn bắt gặp những câu chuyện tâm linh, nhưng thực sự chứng kiến thì chưa bao giờ. Hồng vẫn nhớ mấy lần mẹ cô cảm thấy nhà đang có vận hạn thì sẽ kéo cô cùng đi xem thầy. Cô còn nói với mẹ đừng có mê tín quá. Những chuyện như vậy chỉ có tác dụng trấn an tinh thần mà thôi. Nhưng hiện tại cô đang muốn gặp mẹ mình để nói xin lỗi, vì bao năm qua cứ luôn chỉ trích bà, cứ mãi cổ hủ, suốt ngày chỉ tin vào lời mấy tên thầy bói lừa đảo. Lan đảo mắt nhìn ba người bạn đứng trong góc. Dương khóe môi mỉm cười. Mặc dù đó là một nụ cười đầy thiện ý, nhưng gương mặt đầy vết thương và trắng bệch của cô cứ đập vào mắt bọn họ, nên không ai dám nhận thiện ý này. Lan cũng hiểu được điều đó. Cô đứng lên chậm chậm nhắm mắt lại. Cơ thể đầy vết thương và bộ quần áo rách tươm từ từ thay thế bằng một cơ thể người lành lặn cùng bộ đồ ngủ sạch sẽ thơm tho. Nhung nhìn ba người bạn như đang kỳ thị mình, lên tiếng hỏi: Trễ rồi sao còn không đi ngủ? Ngày mai không định về sao? Cả đám nghe vậy liền hớt hải đi vội đến túi ngủ của mình chui vào, nói ngủ ngon một tiếng rồi bắt đầu thở đều. Nhung nhìn ba người bạn của mình, lắc đầu khó hiểu. Cô đưa tay sờ lên người mình. Vừa nãy cô có cảm giác như mình đã ngủ một giấc rất dài, nhưng lại không nhớ mình đã ngủ khi nào. Suy nghĩ mãi vẫn không ra, Nhung quyết định đi ngủ sớm để không cần nghĩ nữa. Hải dẫn mấy người đi một vòng, sau đó trở về nhà, nói lại mọi việc với Lão Sơn. Lão nói với Hải rằng có một linh hồn nào đó đang tự do ra vào trong làng. Linh hồn này không phải thứ lão tìm kiếm, nhưng lão lại cảm nhận được sự mạnh mẽ của nó. Lo sợ sẽ có chuyện gì xảy ra, lão mới kêu Hải đi kiểm tra thử. Nghe Hải nói không có gì khác thường, lão liền thở dài một hơi, nghĩ rồi nói: Không có thì thôi, không cần tìm nữa. Dù sao trong mấy năm qua, ta cũng đã tiếp xúc không ít hồn ma. Chỉ có duy nhất một hồn ma có thể khiến ta đau đầu mà thôi. Nhưng Chí khi nãy mặc bộ đồ đó đến đây, có phải đã suy nghĩ thoáng và bắt đầu chấp nhận việc ta đang làm hay không? Hải gật đầu, suy nghĩ một thoáng rồi nói: Cậu Chí là người từng ra bên ngoài đi học nên ít nhiều cũng bị ảnh hưởng. Chỉ cần để cậu ấy làm việc với những việc này, sớm muộn gì cậu ấy cũng sẽ hiểu ra được thôi. Thầy không cần lo nhiều đâu ạ. Lão Sơn thu lại nụ cười, trong lòng lo lắng nói: Hay có khi nào nó chỉ muốn làm ta vui lòng, để ta nói ra chỗ chôn mẹ nó không? Sau khi biết được chỗ mẹ nó yên nghỉ thì nó sẽ rời đi. Không có đâu, thầy đừng nghĩ nhiều mà hại sức khỏe. Chí dù sao cũng là con trai của thầy, cậu ấy sẽ không bỏ thầy lại một mình đâu. Khuyên nhủ thầy của mình một lát, Hải mới rời đi. Anh đứng trong khoảng sân rộng lớn vẫn còn thoang thoảng mùi than do củi cháy khi nãy. Từ trong túi quần lấy ra một cái kẹp tóc, nhìn trái nhìn phải rồi ném thẳng vào đống lửa vẫn còn chưa tắt hẳn. Nhìn chiếc kẹp tóc từ từ chảy ra, hòa tan vào đám tro tàn, anh mới yên tâm được. Đi bên cạnh Lão Sơn hơn 10 năm, ban đầu cũng chỉ là một thiếu niên chạy quanh trong làng, thỉnh thoảng phụ giúp lão mấy việc khi Chí ra ngoài đi học. Lão Sơn từ một người chăm chỉ kiếm tiền trở nên tham lam, ích kỷ và không từ thủ đoạn. Hải vẫn chưa tin được rằng để tìm được một linh hồn thích hợp, mà lão lại dám giết người. Nhưng hai người hiện tại đã nằm chung một phe, nếu lão gặp chuyện anh cũng không thể thoát được. Hải ngẩng đầu nhìn trời, nhưng những cành cây vươn dài đã che khuất mọi thứ. Một ngôi sao cũng muốn ích kỷ, không muốn để anh được ngắm nhìn. Biểu cảm nét mặt trở nên vô cùng nghiêm túc. Anh lại lo lắng rằng Chí đang định làm gì đó. Chỉ mong đó là trò chơi nhỏ của cậu ấy mà thôi. Không có gì bảo đảm lão Sơn sẽ không làm gì nếu như cậu làm ảnh hưởng đến việc làm của lão. Đối với lão hiện tại, tiền mới là thứ trên hết. Những điều còn lại không có nghĩa gì cả. Con cái hay gia đình đều chỉ là một phần sống trên đời mà thôi. Sáng hôm sau, Chí định theo kế hoạch sẽ đưa 4 người bạn rời đi. Còn việc của Hiếu, cậu sẽ ở lại nghĩ cách tìm kiếm. Nhưng mọi chuyện lại không giống như kế hoạch của cậu. 4 người bạn quyết định ở lại giúp đỡ việc tìm kiếm, và ngọn đèn ở những trụ đá đã không được dập tắt. Điều đó có nghĩa là không một ai có thể thành công rời khỏi làng này được. Nếu cố gắng rời đi thì cả đám chỉ có thể kẹt mãi trong cánh rừng già bất tận phía sau mà thôi. Nhung là người bị mượn thân xác, nhưng sau khi nghe câu chuyện của Lan cũng đã quyết định ở lại, mặc dù cô vẫn chưa bình tĩnh lại được sau một loạt thông tin chấn động. Không thể thay đổi được suy nghĩ của cả đám, Chí không còn cách nào khác đành phải chấp nhận. Cậu muốn đi đến nhà chính của làng, đó là nơi cha cậu dùng để luyện phép, nên trong đó chắc chắn phải có thứ gì đó như bản đồ hoặc ghi chép. Theo lời Lan nói thì linh hồn của Hiếu đã biến thành ác quỷ với sức mạnh rất lớn, đến cả cha cậu dù đã dùng nhiều cách vẫn không khống chế được. Cho nên ở bên trong chắc chắn phải có ghi chép lại gì đó, ít nhất là đánh dấu nơi chôn tro cốt của Hiếu. Chị nói cậu sẽ đánh lạc hướng, dẫn lão Sơn rời khỏi nhà chính. Hai người trong đám bạn sẽ đến đó tìm kiếm. Nhung phải là người ở lại, vì việc đến gần nhà chính quá có khả năng sẽ ảnh hưởng đến linh hồn của Lan. Hơn nữa, nếu như bị phát hiện thì sẽ không hay. Chị nói tối hôm qua có mấy người bên ngoài vào, nên buổi sáng sẽ có rất nhiều người tập trung ở nhà chính. Việc dẫn lão Sơn ra là điều rất khó, nên kế hoạch được rời lại vào buổi chiều tối, vì đó là thời điểm lão đưa đám người kia rời khỏi làng. Việc những ngọn đèn không bị dập tắt vào lúc sáng cũng khiến cậu phải suy nghĩ rất nhiều. Rốt cuộc cha cậu đang muốn làm gì chứ? 6 giờ chiều, buổi tối trong rừng đến nhanh hơn rất nhiều. Chí nhận nhiệm vụ đưa lão Sơn và người của lão rời khỏi nhà chính. Phong và Hồng sẽ nhận việc tìm kiếm thông tin. Nghĩa sẽ ở lại nhà cùng Nhung. Chí theo kế hoạch đi đến nhà chính tìm lão Sơn thì thấy lão đang ngồi dưới sàn niệm chú. Trước mặt là 5 bình gốm thành phẩm. Mỗi lần đi vào bên trong thì cảm giác lạnh sống lưng kia lại xuất hiện. Chí luôn có cảm giác rằng có rất nhiều ánh mắt đang nhìn mình. Cậu cẩn thận mở miệng định rủ lão cùng ra ngoài đi một vòng, nhưng lão lại lên tiếng trước, bảo cậu cùng lão đi đến một nơi. Chí giả vờ hỏi vài câu rồi thành thật đi theo phía sau. Thấy chỉ có mình lão, cậu mở miệng hỏi về Hải và đám người hay đi theo anh, thì được lão nói rằng đã sai anh đi làm việc. Hai cha con Chí từ nhà chính rời đi. Phong và Hồng đang núp gần đó, nhân cơ hội chạy nhanh vào trong bắt đầu tìm kiếm. Tìm nhưng không được, làm loạn chính là điều mà Chí đã nhắc nhở nhiều lần. Cả đám bọn họ còn phải rời khỏi đây, nếu bị để ý thì sẽ không hay. Chí đi theo phía sau lão Sơn, cả người đều không yên được vì lo lắng. Không biết đám người của anh Hải sau khi làm việc xong có trở về nhà chính hay không. Nếu như bị bắt gặp thì không biết phải làm sao. Còn có muốn đến thăm mẹ một chút không? Lão Sơn đi trước mặt đột nhiên lên tiếng nói. Chí không chút vui mừng hỏi lại. Cha còn muốn làm gì nữa? Cha định đưa ra điều kiện gì nữa hay sao? Còn đến thăm mẹ là điều hiển nhiên. Sở dĩ lúc trước không nói cho con biết vì sợ con sẽ rời khỏi ta giống như bà ấy. Vậy cha không sợ sau khi biết được chỗ chôn mẹ con sẽ rời đi sao? Chí hỏi. Lão Sơn dừng lại, xoay đầu nhìn cậu, nâng cao giọng nói. Không sợ, vì giờ ta đã biết rằng dù có cho con biết hay không thì con vẫn sẽ rời khỏi đây và dẫn theo đám người đó. Chí ngẩng đầu, sững sốt nhìn ông. Sự kinh ngạc hiện rõ trên gương mặt của cậu. Cha cậu đã biết Vậy đám bạn của Hồng thì sao? Kế hoạch của cậu thì sao? Tại nhà chính, Hồng và Phong chia nhau lục tung căn phòng lên. Mỗi nơi đều nhìn qua một lượt, nhưng nhiều nhất chính là có bình gốm, bùa chú và những dụng cụ mà mấy pháp sư hay dùng để trừ tà mà thôi. Tìm kiếm cả buổi vẫn không thấy gì, hai người bắt đầu mất kiên nhẫn. Phong ngẩng đầu nhìn bức tranh treo trên tường, đó là tranh vẽ ngôi làng. Cách vẽ giản dị nhưng vô cùng chân thực. Mỗi một khu vực đều được vẽ rất chi tiết, khiến người xem không thể rời mắt được. Cậu để ý phía trên góc có một phần bị hở ra, liền đưa tay gỡ ra nhìn thử. Đôi mắt như phát sáng kêu Hồng một tiếng, tay đưa lên giật một cái, toàn bộ bức tranh đều rơi xuống, để lộ ra một bức vẽ hoàn toàn khác ở phía sau. Hai người chăm chú nhìn lên mới phát hiện trong bức tranh có những chỗ được đánh dấu rất nổi bật. Hồng đập tay một cái nói: "Chính là cái này rồi." Trong bức tranh có những dấu ích được đánh dấu khắp làng. Hồng nhìn sát được, đó chính là nơi đặt những trụ đá phía trước. Nhớ đến lời Lan nói, cô nhìn theo những chỗ đánh dấu cuối cùng, cũng tìm ra chỗ cây cổ thụ được đánh dấu, nhưng lại có đến hai chỗ như vậy. Cọc nhọn, Phong nhỏ giọng lẩm bẩm. Hồng nghe vậy nhìn kỹ lại mới thấy một trong hai nơi đó có những dấu hình như chữ V viết ngược. Đó chắc là ký hiệu cho cọc nhọn. Nắm được vị trí, Hồng lấy điện thoại ra chụp lại, rồi cùng Phong nhanh chóng rời đi. Nhưng khi cả hai vừa bước ra sân thì đã đứng hình bất động. Hải và đám người của anh đã đứng phía trước từ lúc nào. Ngay lúc đó, tại nhà của Chí, một đám gồm 5 người đang vây quanh căn nhà có Nghĩa và Nhung đang trốn bên trong. Chí theo Lão Sơn quay lại nhà chính thì thấy Hồng, Phong, Nghĩa và Nhung đều đang có mặt ở đó. Lão Sơn đi phía sau nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, liền cười một tiếng hỏi: "Bạn đến chơi nhà, nhưng sao con lại giấu không giới thiệu cho ta biết chứ?" "Để bọn họ đi đi," Chí nói. Nhung nhìn Lão Sơn, trong lòng đột nhiên có sự giận dữ không rõ bùng lên, nhưng sâu bên trong lại là sự sợ hãi đến run người. Cô nghĩ rằng những cảm xúc đó không phải là của cô, mà đó là của Lan, linh hồn đang run rẩy bên trong thân xác của cô. "Mấy cô cậu đang tìm gì trong đó?" Lão Sơn hỏi. "Là mấy người không sợ chết thích khám phá đến đây để tìm hiểu sự thật về làng địa ngục này sao? Đi vào địa ngục để tìm ra sự thật về địa ngục." Hồng sợ hãi giữ chặt điện thoại trong túi. Phong đứng bên cạnh lùi lại cạnh cô, nhỏ giọng an ủi, nói mọi chuyện sẽ không sao đâu. Nhưng ngay lúc đó, một người từ phía sau Lão Sơn bước đến tát thẳng vào mặt của Nhung, lớn tiếng quát: "Cái mặt của mày làm tao nóng máu thật sự. Mày đang nhìn chằm chằm ai đấy?" Nghĩa nhìn thấy Nhung bị tát mạnh đến nghệch mặt ra thì liền tức giận nhảy đến đẩy người kia ra, giận dữ nói: "Mày dám đánh cả con gái hả thằng chó?" Tên kia lao lại định ra tay. Nhung bị đánh đau không dám ngẩng đầu, cũng không dám lên tiếng, ngực như bị lửa thiêu đốt, khí nóng xộc thẳng lên mũi, khóe mắt nóng lên như thế, chỉ cần thở nhẹ thì nước mắt sẽ rơi xuống. Nhưng cô cắn chặt răng, không để điều đó xảy ra. Chí siết chặt tay, dừng lại vài giây như đã quyết định xong chuyện gì đấy. Cậu bước lên đứng chắn trước 4 người bạn, lên tiếng chất vấn: "Rốt cuộc cha còn muốn làm như vậy đến khi nào nữa? Mở miệng ra là nhắc đến tổ tiên, nhắc đến công sức bọn họ để gây dựng nên ngôi làng này, nhưng chính tay cha đã phá hủy mọi thứ, cha có biết không? Cha nói đúng, dù cha có hay không cho con biết chỗ mẹ được chôn cất thì con vẫn sẽ rời khỏi đây, rời khỏi người cha đầy kinh tởm như ông." Lão Sơn bị những lời nói của Chí chọc giận. Ông bước tới định đánh cậu, nhưng bị lời tiếp theo của cậu làm cho khựng lại. "Con sẽ tố cáo mọi chuyện, nên nếu muốn đánh, cha hãy đánh chết con đi." Lão Sơn đang bận nói chuyện với con trai nên không để ý hành động của Phong ở phía sau. Lợi dụng sự che chắn của Chí, cậu ta lùi lại phía sau thêm một bước, lấy trong túi ra một chiếc hộp quẹt bật nắp, đẩy tay ra hiệu cho Nghĩa và Nhung. Cho đến khi nhận được tín hiệu đã hiểu rõ, liền hét lên một tiếng đồng hồ. Quang hộp quẹt đã được bật lửa vào trong đống củi lớn giữa sân. Mùi dầu hỏa cứ thoang thoảng bên mũi khiến cậu nhớ đến việc đống lửa đã được đốt lên khi Lão Sơn thực hiện lễ tế hôm qua. Cậu nghĩ lúc nào đống củi này cũng sẽ được chuẩn bị như vậy để Lão ta làm việc. Đống củi đã được tẩm dầu gặp lửa liền bùng lên, khiến cả đám người đều giật mình. Ngay lúc bọn họ không kịp phản ứng, 4 người bạn đã nhanh chóng chạy vào rừng. Ngay khoảnh khắc đó, Nhung đưa tay chộp lấy cánh tay của Chí, kéo cậu ta chạy theo. Rừng rậm vô tận bao vây lấy 5 người bọn họ. Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng len lỏi qua từng tán cây, chiếu xuống rọi đường cho bọn họ. Hồng đã nhìn thấy chỗ Hiếu được chôn xuống. Cô dựa theo trí nhớ siêu phàm của một người học công nghệ, dẫn đường chạy nhanh về phía trước. Lão Sơn dần run người, kêu người đuổi theo bọn họ. Con trai lão đã phản bội lão, mọi thứ lão làm đều vì nó, nhưng nó lại tin lời người ngoài mà phản bội lão. Lão cầm cây gậy lớn đi nhanh về hướng khu rừng. Linh cảm của một pháp sư cho lão biết đám người kia đang tìm cái gì. Ngọn lửa vẫn bùng cháy trong sân mà không ai để ý đến nó. Khoảng sân rộng lớn chỉ còn lại duy nhất một người đang đứng. Anh ta đảo mắt nhìn can dầu hỏa trong góc giờ, chỉ nằm lăn lóc trống rỗng, nhếch môi cười đầy mãn nguyện. Ngọn lửa này vốn không cháy dữ dội như vậy, nhưng nó đã được tẩm dầu hỏa trước đó. Cứ tưởng người châm lửa sẽ là anh, nhưng ai ngờ trong đám kia cũng có người có cùng suy nghĩ với anh. Mở cánh cửa nhà chính, từ từ đi vào trong, nhìn những bình gốm đã được hoàn thành đặt ngay ngắn trên kệ, đôi mắt đỏ hoe, cắn chặt môi vung tay đẩy ngã toàn bộ bình gốm xuống sàn. Âm thanh vỡ nát đồng loạt truyền đến. Người bên trong như bị ai nhập thẳng tay, phá hoại tất cả mọi thứ. Anh xé nát các loại bùa chú bằng giấy mà Lão Sơn đã dành cả ngày ngồi vẽ, đập vỡ những bình gốm đã luyện thành và cả những bình rỗng. Những dụng cụ dùng để luyện phép cũng bị anh dùng lực bẻ gãy hết. Sau khi thỏa mãn cơn giận dữ, anh quỳ sụp xuống sàn lớn tiếng khóc nấc, trong miệng liên tục nói xin lỗi. Những linh hồn bị khống chế và nhốt vào trong bình sau khi được giải thoát đều cùng lúc biến đổi trở thành những ác quỷ vì sự phẫn nộ của mình. Những linh hồn chen vào, bay vào rừng tạo thành một dải ánh sáng màu đen, khiến người đối diện nếu nhìn thấy sẽ không nhịn được mềm chân gục ngã. Một hơi chạy hơn 20 phút khiến cả đám đều đuối sức. Bóng cây cổ thụ lớn nhanh chóng hiện ra trước mặt. Lan vừa tới gần đã cảm nhận được sự hiện diện của Hiếu, liền nhanh chóng thay thế Nhung xuất hiện, nhanh chân chạy đến bên cạnh. Cảm xúc trong lòng dâng trào mãnh liệt. Cô khóc rống lên khi thấy xung quanh gốc cây có rất nhiều cọc nhọn cắm xuống. Cắn răng bật khóc, cả người run rẩy quỳ trên đất. Mặc dù không cảm nhận được nỗi đau của anh, nhưng cô tin chắc nó sẽ không dễ dàng gì. Chị cũng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt, cậu lớn tiếng nói: "Nhổ hết cọc nhọn lên đi." Hồng, Nghĩa và Phong nghe vậy liền nhanh chóng chạy đến phụ nhổ những cọc nhọn lên. Cọc nhọn cắm rất sâu nên phải dùng rất nhiều sức mới nhổ lên được. Nhưng Lan khi chạm vào liền như đưa tay vào lò thiêu. Bàn tay nhanh chóng bị đốt cháy khiến cô đau đớn lùi lại. Nhưng nghĩ đến việc Hiếu vẫn đang đau đớn phía dưới, liền nhào lên muốn thử thêm lần nữa. Một cánh tay nhanh chóng giữ cô lại. Nghĩa tức giận nói: "Đây là thân thể của Nhung." Đám người của Lão Sơn cũng nhanh chóng chạy đến. Bọn họ chỉ là những thiếu niên 19-20 tuổi, làm sao có thể chống lại những người trưởng thành, hơn nữa còn quanh nằm ở trong núi sâu. Sự chênh lệch về thể chất khiến cả bọn nhanh chóng bị đánh cho bầm dập hết cả người. Lão Sơn đi đến nhìn thấy thứ bọn họ đang làm, liền lội trận nôi đình, kêu đám tay sai của mình đem bọn họ về nhốt lại. Lan trong thân thể của Nhung vừa nghe đến hai từ nhốt lại liền không giữ được bình tĩnh. Cô hiện nguyên hình, trừng mắt nhìn Lão Sơn. Lão vừa thấy hình dáng của Lan liền nhanh chóng nhận ra cô, lại nhìn vị trí cây cổ thụ liền nhớ đến sự kiện kia. "Cô đến cứu người yêu mình sao? Qua bao năm rồi mà tình cảm vẫn tốt như vậy, đúng là một người bạn gái đáng trân trọng. Chẳng trách khi cô chết cậu ta lại điên tiết đến như vậy." Chị nghiến răng lớn tiếng nói: "Ông đã giết người đấy, sao để có thể nhắc đến dễ dàng như vậy chứ? Đó là vì nghiệp lớn, trở thành vật hy sinh cho việc lớn là điều bọn họ nên tự hào mới đúng. Một đứa chống đối lại dẫn đến một đứa chống đối, toàn cái lũ không biết lớn nhỏ." Lão Sơn nhìn Chí nói: Tao thà đem mọi thứ cho một người ngoài nhưng trung thành, còn hơn dâng vào tay cái thứ phản bội như mày. Chả nghĩ tôi muốn lấy những thứ này sao? Chả tự giữ lại mà trao cho người khác đi. Chí vừa nói xong liền nhào đến cọc nhọn cuối cùng, dùng hết sức nhổ lên. Những cọc nhọn vừa được nhổ lên hết, mặt đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Một tiếng nổ truyền đến làm mặt đất xuất hiện một lỗ nhỏ. Những cây đèn pin nằm trên tay đám người của Lão Sơn đột nhiên vỡ tan. Mảnh vỡ bay đến đâm thẳng xuống gốc cây. Linh hồn đã biến thành quỷ của Hiếu từ từ dưới đất chậm chậm bay lên, ánh mắt đỏ ngầu nhìn thẳng vào Lão Sơn. Chết không đáng sợ, vì nó chỉ đơn giản là đau một cái rồi biến mất hoàn toàn. Tuy nhiên, khoảnh khắc chờ đợi cái chết mới là điều đáng sợ nhất. Đó chính là những gì Lão Sơn đang cảm nhận được. Cánh tay trơ xương khô khốc kia của Hiếu lơ lửng trong không trung, nhưng lão lại nhìn thấy được cổ họng mình sẽ bị chính cánh tay đó xuyên qua. Lan đưa tay lau mặt, muốn che đi những vết thương đã sớm bị hoại tử, bám sát vào lớp da của cô. Vẻ ngoài của cô hiện tại đầy kinh dị và đáng sợ. Nhìn thấy Hiếu xuất hiện, cô vô cùng cảm động, nhưng lại không dám tiến về phía anh. Hiếu đã nằm yên dưới đất nhiều năm, vừa xuất hiện liền bắt gặp kẻ đã khiến bản thân rơi vào tình huống này đứng trước mặt. Nhưng sự điên tiết đó không che đi tầm nhìn của anh. Anh đã nhìn thấy Lan, nhìn thấy những vết thương trên người cô. Ký ức về ngày hôm đó lần nữa như cuộn băng được tua chậm lại trong đầu. Từng hình ảnh đều in sâu vào đầu anh. Đến tận khi chết, khi đã biến thành một linh hồn không thể siêu thoát, anh cũng không quên được. Là mày gây ra mọi chuyện. Hiếu gằn giọng nhìn Lão Sơn. Bóng hình lơ lửng chậm chậm tiến tới gần, rồi vụt một cái bay đến bằng tốc độ ánh sáng. Cánh tay kia cũng giơ lên, mục tiêu chính là đâm sâu vào lồng ngực kia. Lấy trái tim lão ra xem thử đó là màu gì. Nhưng lão đã có sự chuẩn bị từ trước. Khoảnh khắc Hiếu sắp chạm vào người lão, đã không chút do dự kéo Chí qua chắn trước người mình. Những người có mặt ở đó đều không tin vào mắt mình. Không ngờ ông ta lại có thể kéo con trai mình ra làm kẻ chết thay. Cơ thể run rẩy bị cha mình giữ chặt. Bên tai là hơi thở nặng nề của ông cùng giọng nói đầy lạnh lùng. Tao là cha mày, mày phải chết thay tao để trả lại công sức tao đã nuôi mày đến giờ này. Chí cứng ngắc quay đầu nhìn cha mình, cơ thể bất giác không còn run rẩy nữa. Hai tay buông thõng xuống, đôi mắt từ từ nhắm lại. Anh Hải đã nói đúng, cha cậu đã không còn giống lúc trước nữa. Giờ trong mắt ông chỉ có tiền và tiền mà thôi. Thế nhưng khác với những gì lão tưởng tượng, cánh tay của Hiếu lại xuyên qua người Chí đâm thẳng vào người lão. Khóe môi trào máu, lão ngã xuống đất, đôi mắt trừng trừng mở lớn, không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Một cơn gió lạnh chuyển đến phía sau, ba người bạn co rúm vào một góc, nhìn cả trăm hồn ma đang bay đến chỗ bọn họ. Những linh hồn đó xuyên qua người bọn họ, bay đến chỗ Lão Sơn. Trong không gian tĩnh lặng của khu rừng, những thứ còn sót lại chính là tiếng la hét đến khàn giọng của lão. Khuôn mặt Chí đẫm nước mắt, ngồi trên đất, nhìn những gì đang diễn ra trước mặt. Tuy nhiên trên mặt lại không có chút thương đau nào. Trả thù xong, Hiếu nắm tay Lan đi sâu vào rừng. Trước khi đi còn cúi đầu cảm ơn những người bạn. Lan rời khỏi người khiến Nhung kiệt sức, phải nhờ Nghĩa cõng trên lưng. Cả đám trở về sân nhà chính thì phát hiện nơi đó đã bị nuốt chửng bởi ngọn lửa. Đám bạn cho rằng là do gió khiến những tia lửa từ đống lửa văng về phía ngôi nhà, khiến đám cháy bùng lên thiêu rụi mọi thứ. Chí đưa đám bạn ra cổng tìm cách ra khỏi rừng. Khoảnh khắc định rời khỏi, cậu mơ màng nhìn thấy có bóng người bên trong ngôi nhà đã cháy rụi. Tư thế kia giống như đang quỳ, khiến cậu đổ hết mồ hôi lạnh. Cả đám ra đến cổng làng thì phát hiện tất cả những trụ đá đã bị đổ sập. Những ngọn đèn dầu phía trên cũng đã bị dập tắt. Con đường phía trước dù tối nhưng đã được mở ra. Nhìn những hình ảnh trước mặt, Chí quay đầu nhìn lại bên trong ngôi làng. Trong lòng do dự, nghĩ không biết bản thân đã quên mất điều gì. Không có thời gian suy nghĩ, cả đám liều mạng rời khỏi ngôi làng trong đêm. Nhưng mới đi được một đoạn, đã nhìn thấy rất nhiều ánh đèn phía trước. Cả đám vui mừng vừa chạy vừa la hét. Chủ nhân của những ngọn đèn kia chính là lính cứu hộ của địa phương, cùng với cha mẹ của bốn người bạn. Hồng thường xuyên giữ liên lạc với mẹ. Việc cô biến mất một ngày một đêm mà không có tin tức gì khiến bà rất lo lắng. Khi gọi cho phụ huynh của những người bạn, bà mới biết rằng họ cũng giống như bà không thể gọi điện cho con mình. Nghĩ rằng đã có chuyện gì đó xảy ra, bà đã bắt xe đến nơi này ngay lập tức. Rất may chính là trước khi đến đây, Hồng đã nói rõ mọi chuyện cho mẹ cô biết. Nếu không bà cũng không biết phải tìm con gái ở đâu. 5 người được đưa đến bệnh viện kiểm tra, còn lính cứu hộ thì theo lời kể của đám bạn tiếp tục tiếp cận ngôi làng. Đám bạn chỉ sợ rằng nếu ngọn lửa tiếp tục lan ra sẽ khiến khu rừng gặp nguy hiểm. Hơn nữa, mọi chuyện đã kết thúc, giờ bọn họ sẽ không bị lạc hay bị che mắt nữa. Chí được kiểm tra đầu tiên. Lúc ngồi chờ trước phòng kiểm tra, cậu đã nhớ ra được nhiều điều bản thân đã quên. Kể từ lúc chạy khỏi nhà chính, cậu đã không nhìn thấy anh Hải nữa. Cậu nghi ngờ rằng cái bóng đang quỳ kia hay người đã làm đổ các trụ đá chính là anh ấy. Nhưng vì sao anh Hải lại làm như vậy chứ? Sau ngày hôm đó, 4 người bạn được đưa trở về nhà, nhưng cả 4 đều bắt đầu phát sốt liên tục, ngủ cũng không yên vì những giấc mơ kỳ lạ cứ luôn ám ảnh. Bọn họ mơ thấy những người lạ chưa từng quen biết đang đi trong rừng, bị lạc, bị nhốt và bị tra tấn đến chết. Sự đau đớn khi từng nhát dao đâm vào người, sự đói khát vì cả một thời gian dài không được cho ăn. Đến khi giật mình thức dậy thì chỉ còn mơ màng nhớ lại, nhưng trong cảm giác đau đớn kia thì không lệch đi chút nào. Cha mẹ của bọn họ phải mời thầy về cúng và làm phép thì mới hết được. Những người đó nói bọn họ bị âm khí quấn thân nên sức khỏe mới bị ảnh hưởng. Nó sẽ từ từ bào mòn lấy tinh thần và thể xác của bọn họ cho đến khi không chịu nổi mà chết đi. Khi nghe vậy, cả 4 người họ đều tự hiểu chuyện gì đã xảy ra. Những linh hồn đã xuyên qua người bọn họ chỉ mấy giây nhưng lại để lại nhiều ảnh hưởng như vậy. Đúng là đùa với ai chứ đừng đùa với ma quỷ mà. Chí sau việc đó cũng đã không trở về làng nữa. Đồ đạc của cậu được một người lính cứu hộ thu xếp và gửi đến chỗ ở tạm thời của cậu. Cậu thay đổi tên họ và bắt đầu tìm việc làm. Những thứ ở ngôi làng đó cậu cũng không muốn nhớ lại nữa. Chỉ tiếc là đến lúc cuối cùng cậu vẫn không biết mẹ mình được chôn ở đâu. Chí không còn cách nào, đành phải lập bàn thờ để di ảnh của bà lên. Mỗi ngày đều thắp hương cầu nguyện cho bà sẽ được yên nghỉ. Sau khi sự thật về ngôi làng bị phanh phui, có nhiều người đã đến chụp hình và tham quan. Nhưng bỗng một ngày không ai tìm ra được vị trí của ngôi làng nữa. Chí nghe tin cũng đã tò mò trở về một lần. Đúng như đám người đó nói, cậu bị vây quanh bởi một đám sương mù dày đặc. Và dù có đi bao lâu thì cũng không thể tìm được vị trí chính xác của ngôi làng. Làng Thạch Bích đã nhanh chóng bị lãng quên. Làng địa ngục cũng theo dòng sự kiện dần dần không có mấy người nhắc đến. Hiện tại nơi đó được gọi là làng sương mù. Nhưng nghi thức về tế lễ, ghi chép của Lão Sơn được truyền lại từ đời của ông cha cũng biến mất, hoặc đã bị thiêu rụi trong đám cháy kia. Có một chuyện mà khi gặp lại, Nghĩa đã kể cho bọn họ nghe. Chú ba của cậu ta sau khi nhận được bình gốm từ cha Chí, chẳng những việc làm ăn không khấm khá mà chỉ trong 3 tháng sau đã phải nộp đơn thông báo phá sản. Hiện tại ông ấy đã phải bán hết tài sản để trả nợ cho nhân viên, còn bản thân thì đang đến làm việc cho công ty của ba cậu ta. Lúc Nghĩa nói với chú ba rằng ông ấy đã bị lừa thì ông ấy đã không tin. Hơn nữa còn nói rằng đó là lỗi của mình. Nguyên nhân là do khi đưa bình gốm, Lão Sơn luôn nói rằng chỉ những người thành tâm và một lòng thờ phụng mới có hiệu quả. Cho nên mọi chuyện là do tâm ông ấy chưa đủ chân thành nên mới xảy ra việc như vậy. Chỉ lúc nghe xong cũng chỉ biết cười. Cậu ta đã từng nghĩ không lẽ cha cậu thật sự có phép thuật hay sao mà có thể khiến người khác đổi vận. Thì ra tất cả đều chỉ là lừa người. Ông ấy đã sớm chừa đường thoát cho mình. Chỉ cần trong 5 người có một người thành công thì 4 người còn lại sẽ không nghĩ lỗi nằm ở bình gốm mà nằm ở bản thân họ. Ngay lúc cha Chí đưa cậu ta ra thay ông chịu đòn, cậu đã hiểu rõ trong lòng mình. Việc ông có ra làm sao cậu cũng không quan tâm nữa. Điều cậu mong muốn hiện tại chính là có thể xây dựng được một tương lai mà nền tảng của nó không phải dựa vào tai tiếng của ông. Ít nhất qua chuyện đó, cậu đã có những người bạn thật sự, những người bạn đã cùng vượt qua giây phút sinh tử. Vậy là câu chuyện ngày hôm nay của tác giả Huỳnh Thiên Hương đến đây là kết thúc. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi nhé. Quý vị cảm thấy câu chuyện ngày hôm nay như thế nào? Hãy bình luận cho Toàn được biết nha. Tác giả Huỳnh Thiên Hương thì cũng không có quá nhiều chuyện gửi về cho kênh, thỉnh thoảng mới có một câu chuyện thôi. Và đây cũng là một ngòi bút mà được quý vị khen ngợi cũng khá là nhiều. Và mỗi một câu chuyện thì cũng đều để lại một ấn tượng, một dấu ấn gì đó trong lòng người đọc và người nghe. Đấy là cảm nhận của riêng Duy Thuận. Còn không biết quý vị cảm nhận gì về ngòi bút của tác giả Huỳnh Thiên Hương? Hãy bình luận để cho Huỳnh Thiên Hương được biết. Nếu như có điều gì muốn đóng góp, quý vị cũng cứ bình luận xuống dưới, tác giả cũng sẽ đọc hết mà. Để rồi có thể tự bản thân lắng nghe những lời góp ý từ quý vị mà dần dần sẽ hoàn thiện cái ngòi bút của mình hơn. Và Thuận biết một điều rằng chắc chắn không thể làm hài lòng 100% quý vị khán giả đâu. Nhưng nếu như phần đông tất cả quý vị đều yêu mến thì đó đã là một sự may mắn đối với tác giả cũng như là may mắn với kênh rồi. Cảm ơn quý vị rất nhiều nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.